Hello chị Nhung Cẩm nha. Hoa cúc em hết rồi. Chị Thanh Anna không lấy cái hả? Mặt đã lắm luôn à. Em hết rồi. Thử qua mã khác đi. Thử mã khác đi, có mã còn. Có đồ, bộ chống nắng à, có chị ơi. Đổi qua mã khác cái gì Thanh Anna, có cái mã khác đẹp hơn nữa, chắc sướng hơn nữa. Chào hết lên cái bàn, bóc cái gì chúng xem cái đó. Loại hai lớp giá bao nhiêu à? Chợ hai lớp nó có loại ngắn, loại dài, cho nguyên hết cả bao lên đi. Cho cả bao lên luôn, bán tặng hết. Có cả hai lớp ngắn, hai lớp dài. Hai lớp ngắn của nhà em á là 139.000. Hai lớp dài là 149. Rồi chị nào vào rồi nhớ tin tắt lên luôn dùng nguyên nha. Thả tim, thả like, chia sẻ lên luôn dùng nguyên nè. Xả hết nha. Loại dài chị ơi, loại dài hai lớp là 149.000. Loại ngắn hai lớp là 139.000. Hàng nhà em vẫn đang xả. Rồi nhá, chị nào vào rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Chị ấy thì chị có thể nhắn tin qua luôn giùm em ấy. Cái nhà em gửi cái bảng màu với chọn size. Riêng cái hai lớp thì là hai lớp dài thì nó chỉ có hai size L với L. Rồi ok, chị nào vào rồi tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu nhé chị em mình ơi, xả hết nhé. Hàng bom nè. Hàng xả nè. Bán tặng cho em mình từ 29.000. Nha, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Chị nào sợ bị ảnh comment nhớ chia sẻ lên luôn giúp nguyên nha. Chia sẻ. Ở trên bếp nó vừa nên nó lên chậm ghê luôn. Nãy giờ like được 5 phút rồi mà có 15 người xem. Rồi một số khách thì chỉ coi miết cái like cũ ấy. Rồi lên nhé chị em mình nha. Cái chấm cái like trên hội thấy chưa vậy? Chấm được cái like trên hội thấy chưa vậy? Tiêu lại mấy hôm nay lên rất là chậm luôn. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Lên thầy la la nè. Chấm lên thử nè. Cái này cái ù vô cái điện thoại. Lên tặng hết nha. Chị nào vào rồi chia sẻ lên luôn dùng nguyên này. Rồi ok. Lên nha. Đâu phải like, like cái nào là chốt được cái đó đâu. Nè. Like xong rồi nhiều chị cái là chốt xong cuối cùng không có thông tin rồi đủ các kiểu hết. Rồi chốt được cái em ơi xả đơn giùm chị. Không nghe rõ luôn á chị Hà. Hiền ơi. Hiền quay, Hiền ngồi qua xíu này chỗ này Hiền quay cái quạt qua phía bên này xíu. Chứ nó ấy vô trong cái nghe chưa? Rồi. Thử nghe chưa nè. Rồi lên bán tặng hết nhé. Hàng bom này cho lên mấy cái cục bom luôn. Bán tặng hết nhé. Chốt cho chị nào chia sẻ nha. Riêng cái gì em bán tặng thì gì. Chốt cho chị nào chia sẻ nên là chị em mình cố gắng mỗi chị em mình vào xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. To mà hả? Bom đây. Lợi. Riêng cái cục bom to này lên tặng trước nè. Rồi. Hello chị Huệ Nguyễn nè. Rõ mà, rõ rồi đúng không? Lợi. Bom to chà bá luôn. Bữa nay gì bom mà bom khẩu trang là mắc dịch thiệt luôn ý. Muốn nói thật sự luôn. Đã khẩu trang mà bán tặng hỗ trợ như thế này mà bán mà còn bom khẩu trang là mắc dịch luôn ý. Đúng mắc dịch luôn ý. Rồi nha. Cho cái kéo ở trong nó thì cho nó dễ cắt mấy cái hàng bom đây nè. Rồi lên luôn dưỡng này. Chia sẻ mà không hiện thì chia sẻ. Chị ơi chị bấm chia sẻ công khai lên. Cái kéo thì nó cuồng ghê lắm gì. Bấm công khai lên nó mới hiện người chia sẻ chị ơi. Rồi lên luôn dưỡng cái đầu tiên. Đây còn cậy nè.
một hai cái khẩu trang bé hàng công ty với vậy mình chị nào chả son sang toàn đồ bé thôi. Rồi lên lưu dưỡng mã này là mã tặng khẩu trang bé, bán tặng luôn cho dẻ mình luôn. 15k một hộp, hai hộp thôi nhá. Khẩu trang bé hộp này hộp 50 cái mà hàng nguyên chỉ chạy hàng công ty thôi nè. Chỉ chạy hàng công ty thôi. Đấy, hàng này là hàng kháng khuẩn rồi, 4 lớp dùng nguyên nhá. Comment mã này là mã bé. 15k luôn dùng nguyên. Bé 15k nhá, chị nào lấy bé 15 chút bé 15. Chốt cả một mớ chị nào ở Quảng Nam đấy. Hiệp Đức Quảng Nam đấy. Comment mã 15k nhé. Cho Trinh Trinh nè, cho Khánh Uyên nè. Trinh Trinh nè, Khánh Uyên nè. Trời ơi là trời. Chục chiếc bé. Chị nên như thế nào đây ta? Chị này chốt qua tin nhắn à? Có điện không? Chiếc bé nha. Rồi lên luôn dùng cái này. Chiếc bé luôn dùng nguyên. Tại vì cái này có hai hộp thôi. Hàng đó là hàng bom đấy. Hàng đó là hàng bom đấy. Thì cầm dùng nguyên tiếp tục. Cái da cái size nó là size máy đó Huyền. Cái tờ nãy là size máy của bé này, size máy đây. Không không, mấy cái tờ giấy này, tờ giấy nhỏ này nè, đây nè. Coi size số mấy đấy. Bịch nè, bịch size số mấy. Coi. 12 à, 35 kg. Có không? À trong đây luôn hả? Rồi ok, 35 kg cho bé này. Ai bom ba lỗ để lại em cái nha. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Lên luôn dưỡng mã này là mã 35kg nha. 35kg là lên luôn dùng nguyên mã này là mã 50k. 5 con nhá. Hàng này hàng công ty nè dẹ mình nè. Hàng này hàng công ty nhá. Không phải hàng Quảng Châu, không phải hàng xưởng, hàng gia công đâu. Bán tặng luôn cho dẹ mình con này luôn. 5 cái size này cho bé nhà mình 35kg đổ về là chút đẹp. Rồi ok. Bom chicken à. Cặp này cọc xả bom đây nè. Cặp này hàng xả cái chốt được cái gom từ đầu tháng tới cuối tháng đây. Xả hết. Lên luôn dưỡng mã này là mã 50k đúng 5 con luôn. Đúng rồi chị em mình đi mua con này sẽ là 25.000 một con. 25.000 một con. Đây. Nguyên bán luôn cho chị em mình mã này. Chốt mã này là mã tặng 50 5 cái nha. Nhớ luôn dùng nguyên là hàng chuẩn, hàng công ty, không phải hàng gia công, không phải hàng xưởng đâu. Đấy, comment luôn dưỡng mã này là mã tặng 50 luôn dùng nguyên. Rồi cái bộ này là bộ này là bộ mấy ta? Bộ này là bộ 95 này. Bộ này bộ 95 size 30 nhá. Size 30 kg đổ về là chốt đẹp. Size này là size trẻ mình chốt chuẩn luôn dùng nguyên nhá. Chốt, cố gắng là chốt. Cố gắng thêm cái gì để người ta đi đơn chứ ai đi gom. Mua một cái like xong, các like sau vào không thấy đặt cái gì hết xong cuối cùng phải xả. Cái trẻ mình mua hàng trẻ em phải để ý. Rồi lên luôn chân này cho bé 30 kg nè. 30 kg nhá. Bộ này đang size 95k. Con lên luôn trẻ mình bộ này. 75k. Đi combo luôn cho nó dễ đi em mình ơi. Bộ này bao xịn luôn, hàng chuẩn hàng công ty nhá. Comment 75 xanh và 75 vàng. Đang sale vậy mình 95, bộ này không bao giờ nó đi quýt á. Đấy, chốt mã đó lên chung mã này là mã 75 xanh và 75 vàng. Hôm nay rất là nhanh chị em mình cố gắng chia sẻ luôn dùng nguyên nhá. Kéo qua kéo lại để khỏi bị ảnh comment này. Size 18 kg cho bé này. Bán tặng luôn chị em mình 50k luôn. 50k nhá, size bé 18 kg này, hàng này hàng kit mua đang sale em mình 69.000 con này. Nhá, bán tặng luôn chị em mình con này mã 50k. 75k cho chị Kim Phụng Nguyễn. 75 cho Kim Phụng Nguyễn. Comment mã này là mã 50. Size này dành cho bé nhà mình 18 kg là chút đẹp. Nhận được hàng đẹp quá đi chị ơi. Rồi cảm ơn Mai Sâm nhá. Hết nha, 75 hết rồi. Hàng đó con nói luôn cho dẻ mình là đi cho dẻ mình giá cực kỳ lỗ. Rồi bộ này đang sale cho dẻ mình giá này bao nhiêu tiền? 55k rồi. Size này dành cho chị em mình 48 kg đổ về. Comment mã tặng 40. Huyền lướt cái like trên hội thử có bị ẩn comment không Huyền nghe. Chốt mã 40 luôn dùng nguyên này. Size này dành cho chị em mình 48 kg đổ về. 48 kg đổ về là chốt đẹp con này. Nhá, chốt mã 40k luôn dùng nguyên. Chắc là không ở đâu bán cho chị em mình này giá 40k luôn. Chị em mình xem like trên hội chịu khó chấm tương tác lên để khỏi bị ẩn comment nhá. Comment mã 40. Hello chị Hình Phương, hello chị Ngà Võ này. Hello Hình Phương, hello Ngà Võ. Cái này thì mới vừa lúc trưa. Mickey nào nguyên hết rồi nè. Mickey theo chị nào hè. Chị Lệ Hoa Võ đang hỏi cái mã này phải nè. Con này hàng tàu nhá, chắc đẹp lắm luôn. Hôm nay trẻ mình từ 40-60 kg trẻ mình mau ok. Comment mã này là mã theo 40. Theo 40 nha, cái này mới lên lúc trưa. Chị nào lấy theo 40, comment mã theo 40. Caro là 48 kg đổ về. Đơn lúc chiều đi rồi. Chị ơi chốt xong là đi đơn rồi. Comment mã này là mã theo 40. Chị nào lấy theo 40, chốt theo 40 rồi. Cả ngực. Cả ngực.
còn xả ngực không to nổi luôn đấy nha. Nói trước đấy nha. Size này size 38. Size 38 nha. Hả? Trên bác không bị ẩn, trên bác thấy mà. Phúc lên thử nào. Thê cho Trần Phú. Thê Trần Phú ở trên hội Hiền Phúc qua Phúc lại trên hội mình xin Tiger này. Đấy. Cái bàn này mới. Phúc trên hội luôn dùng nguyên nè. Phúc đây nè, trên hội trên trang cái điện thoại chính của Nguyên ấy. Sao đơ quá à? Ở trên trang cá nhân hả? Đang like trên hội nữa đấy. Caro, caro cho chị Thúy Đòn. Caro Thúy Đòn. Biết vậy để tới chốt đơn luôn rồi đi. Chị ơi nhà em cho gom 2 like thôi. Thực sự một cái đơn mà cứ chốt tới chốt lui mệt lắm luôn. Chị em mình cảm thấy cái đơn của mình tầm 2-3 cái là để đi đơn được rồi. Chứ còn gom tới gom lui lâu lắm. Biết bao giờ chốt đơn cho xong. Để chốt hết người nào còn chốt người kia nữa chứ. Rồi lên những mã này. Size 38 nhá. Hàng này bao sướng. Chị em mình cứ hỏi cái mã này nhưng mà không còn size nhỏ. Rồi lên nuôi dưỡng mã này. Comment mã 60k đi hai con luôn. 60k hai con. Chị nào lấy mã 60 chút mã 60 đây con nữa nè. Thân mã 30 đi. Tách lẻ ra. Ba con đấy. Size 38 hết nhá. Chút mã 30 ba con size 30 nhá. À quên. Size 38. Size 38 là chị em mình chút ok nhá. Lên nuôi dưỡng mã 30. Chị nào lấy size 38 comment mã 38 luôn dùng nguyên. 38. Chị nào lấy 38 chút 38 luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn những này hai bộ bé. Chị này là ngực 38 chị Thanh Anna. Mới là lúc trưa á. Thế chị Bích Trâm Huỳnh đã chốt đơn chưa? Trâm Huỳnh bị đơn rồi mà. Đơn rồi mà. Mà chốt đơn thiếu à. Chị hôm bữa chốt áo ngực mà chốt đơn thiếu à. Trời ơi. Xe 15 55k. Màn đứng xúc à. Như thế nào đây ta? Không biết người ta like như thế nào chứ mạng nhưng cứ like cái là bị ẩn comment. Mấy ngày nay ngồi vút lên vút xuống không thấy. Rồi nhiều người coi đang coi thấy đứng đơ luôn. Tệ dễ sợ luôn. Cái này là lúc chưa rồi. Rồi không thấy cái like lúc nãy mới hồi nãy đâu Hiển. Hồi à? Ừ trên hồi. Áo ngực kìa. Cho chị Hoa Hồng có ga lên thông tin cho em nhé. Giờ chị ơi có tỉnh. Ok chị Thúy Đoàn có đi tỉnh. Đi tỉnh là 30 nhé. Đi tỉnh là 30 nha. Nhận hàng cho chị em mình kiểm tra hàng hết nha. Bên Phương Vi. Em đang like trên Phương Vi nữa mà. Ngực 38 nớ một cái màu xanh. Không chọn màu. Em đem 30k thôi khỏi chọn màu luôn giùm em nhé. Nguyên nói đi đâu đi nhập. Nguyên không đi nhập được cái giá 30k. Nên là chị em mình lưu ý không chọn màu luôn giùm Nguyên nha. Bộ bé 18-20 em đang không chị ơi. Chị Hoa Hồng có ga lên thông tin nhá. Còn không có thông tin em không chốt nhé chị ơi. Toàn bộ có chị ơi. Rồi lên luôn những nè, size cho bé 15kg nè. Hàng này hàng 129.000. Size cho bé nhà mình 15kg nhá. Lên bán tặng 15-16kg chốt đẹp. Lên chuông mã tặng 55. Tặng 55 size 15-16kg là chốt ok luôn dùng Nguyên nhá. Hàng kit moon nha. Lên luôn dùng những mã tặng 55k. Chị em mình xem like cố gắng luôn dùng Nguyên nhá. Từ từ chị Thanh Nguyên mã 50 cho em thưa chị. Mã 50 là cái mã nào ta? Ok chị Thanh Nguyên nhá. Thanh Nguyên không được. Không được à? Không được chị ơi. Rồi đây bộ nữa nè. Bộ này nó sao nó bị chấm chỗ này rồi. Đó cho ông Nguyễn để bọc tâm rồi. Cái này bị chấm xíu rồi. Thôi cái này để đổi lại đi. Bỏ lại cái này đi. Sale ấy quá. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Phước Lưu. Lướt Phước Lưu. Cái tên là phải bút Phước Lưu. Nhưng mà cuối cùng là không Lưu Phước nha. Không Lưu Phước nha. Đây nè. Cái này đâu có hồi bao giờ nó điêu đâu. Đây nè. Đây luôn dùng nguyên cái này giống Nguyên đang mang. Đặt cái tay này sai lầm quá. Thật sự luôn. Cái nhìn 55 à? 55k luôn. Comment mã này là mã tặng bộ size 55kg quay đầu. Bán tặng luôn chị em mình bộ này 55k. Bộ này đang sale dạy mình 69k. Tiền nè, ship đây nè. Tiền hoàn về nè. Rồi là Nguyên đang xả luôn. Tiễn nha. Comment mã này là mã 55 size 55kg quay đầu luôn. Hàng này đang bán dạy mình 95.000. Này không bao giờ nó điêu. Comment mã set 55 nhá. Đây nè, set Nguyên đang mang lên luôn cho em mình 89.000. 89.000 này không bao giờ nó điêu nè. Lên luôn cho em mình 75k set này luôn. Size này dành cho chị em mình đến 60kg vẫn mau ok. Này hôm bữa tranh nhau những cái này. Cho chị Khánh Uyên. Bộ đen gì Khánh Uyên. Rồi lên luôn những mã này comment set. Nói giá mấy ta. 75k. Comment mã LV Hồng 75 nhá. Size 60 chị em. Toàn bộ cái này là theo hết. 55 em hết nhé chị Hà Nguyễn ơi. Comment mã này là mã tặng 75.
Comment mã tặng 75 nhá. Chị nào lấy tặng 75 chút tặng tặng 75 chị Thanh Thủy nè. Mới về nguyên mới vừa nhắn tin lại. Chị ơi, chị Phương Nguyễn Thị Thanh là em không chốt nữa đâu ấy. Lê Thị Như Hòn. Đây nè, có đơn của chị xã trong này nè. Chị vô chốt mỗi cái áo 26.000. Và đợt trước em cũng đã xả chị một đơn rồi. Chị mua hàng chị em thấy chị mua hàng rất là tức cười luôn ấy. Em cứ xả đơn chị liên tục thôi. Nè, toàn thun thái nè, Thanh Thủy nè. Ở Núi Thành nè, cái này em mới, có thể là chị đang xem like của nhà em nè. Em mới nhắn, đọc tin nhắn không trả lời luôn. Thanh Thủy ở đường Núi Thành nè, 82/7 Núi Thành. Rồi lên luôn dùng Nguyên tặng hết cho những cái con mà hàng Trung Thái này Nguyên không còn hàng để bán đâu. Không chị ơi, không được chị ơi, cái này không còn hàng để bán đâu. Hôm nay chị em mình đi 60-62 vẫn mang ok. Bán tặng nó hết luôn cho chị em mình luôn. Comment mã BB vàng 39. Tớ đứng, từ từ tớ cũng xả luôn. Đúng rồi đấy, xả hết. Lên luôn dùng nguyên cái mã này 39.000 vàng nhá. Xếp 55 em hết rồi chị ơi. Cái gì em mình mua hàng chị em sẽ để ý. Mua cái đó là chị em mình cho chị Phương Nguyễn. Chị em mình xác định mua hàng ấy. Ví dụ trong một cái like chị em mình được 2 cái. Xong Nguyên ơi cho chị gom, cho mình gom thêm like nữa. Rồi đi đơn. Chứ ai mà gom đúng một cái 26.000. Đấy. Rồi cái để tới để lui, để tới các like nhắn tin chị ơi, chút thêm chẳng thấy nói gì hết, xả luôn. Còn chị này là bom nè. Comment mã 31 luôn dùng nguyên 39.000 hàng thun thái nha. Thôi chị em 60 vẫn mang ok. Đấy. Chị nào lấy cái này lên chung con bộ chị này chút nè. Hẳn cả chục cái thun thái, 1 2 3 4 5 6 cái thun thái không phải ít. Vàng em hết nhá. 6 cái thun thái không phải ít đâu. Nè, tim nè, tim tranh nhau nè. Thanh Thủy nè. Tim 39.000, cái này cũng hết sạch sành xanh rồi. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng này 31 thái cho chị Hồng Hà Khanh. Mua giá này chị em mình bao luôn cho chị em mình giá hơn. Bán 49.000 lại chưa tới 5.000 cái. Chưa tới 5.000 cái, bán sale chị em mình 39.000. Comment mã tim xanh này, tim đen. Tim xanh, tim đen nhá. Chị nào lấy tim, comment tim luôn dùng nguyên 31 nào bán tặng hết luôn cho chị em mình 39.000. Cho chị Khánh Uyên một tim, cho chị Hồng Hà Khanh một tim. Hết tim, rồi lên chung mã 31 sáng. 31 sáng con lên luôn chị em mình, con này giá 39.000 luôn. Ít có 7 con chứ đâu phải 6 con đâu. 7 con nhá. Chị có xem like. Chị thấy có ái náy không? Đây nè, 7 con là Nguyên mất đi, Nguyên lỗ hơn gần 100.000 cái đơn của chị này rồi. Ship đi 15.000, hoàn về 5.000 là 20.000 rồi nhá. 7 cái này nữa. Tắt đi. Ủa của Hiền à. Tim xanh Nguyên hết rồi nhá. Đen cho hết tim rồi nhá, hết tim rồi. Rồi lên luôn dùng cái mã này, cầm em mã N đen. N đen. N đen nhá, 39.000 N đen. Chị này á, Nguyên nói thật sự là nhắn tin hồi nãy Nguyên chụp hình, Nguyên nhắn tin qua, đọc tin nhắn không trả lời luôn. Đấy, mức độ như thế luôn. Mà sang tặng 7 con hàng thun thái đâu phải là ít đâu. Tim em hết nhá, cầm em mã này là mã N. 39.000. Hôm bữa lên nói thật sự lên 49.000 con không, những cái con này không có hàng để chốt này. Đấy. Rồi lên luôn những mã này là mã N luôn dùng nguyên. Rồi mã 31 luôn dùng nguyên lên luôn toàn bộ cho em mình giá 69.000. Ok quên sau đây chị em 39.000. 39.000 31, 39.000 mã N đen, 39.000 màu gạch. Trời ơi. N cho chị Khánh Uyên. N Khánh Uyên. Comment mã này là mã gạch. N đen cho chị Khánh Uyên, còn mã 31. Rồi lên chung mã gạch những cái con này chị em mình. Đấy, chị Khánh Uyên như mua nhà Nguyên chục con đâu có giá hàng mà 39.000. Đúng không? Mua chục con không tính giá này. Đấy, chị gom sỉ em cũng không tính được giá này. N đen kìa. N đen hết nhá. N đen em hết rồi. À, gạch cho chị Huệ Nguyễn xanh ở trên hội. N đen hết chị ơi. N đen hết nhá. N đen hết, N đen. Rồi lên luôn những này. Đây cũng Thanh Thủy luôn. Thanh Thủy luôn. XL. N đen em hết rồi, em còn màu gì? Em còn một mã 31 thôi. Chân váy nè. Size trẻ mình 57 kg quay đầu. 57 kg quay đầu thôi. Comment mã chân váy 45k nốt luôn. Comment mã chân váy chữ A ấy. 57 58 toàn bộ ở trong có quần nhá. 57 58 kg quay đầu. Comment mã này là mã tặng 45k. Mà rồi ok. Cái gì đó kim ngắn. Kì đấy, kim ngắn. Rồi lên chân mã hưu. Này lên cho em mình 40k luôn. Cái này vẫn đang còn hàng. Hưu 40 nhá, size 60 cho em. Cái này luôn nhớ luôn nhiều nguyên con này, toàn bộ là hàng thun thái. Toàn bộ là hàng thun thái hết. Chị nào lấy cái này
Kim Ngân xem thử có bị giật không Kim Ngân ơi. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã hươu đen 40k nót luôn. Chị nào lấy hươu đen comment mã hươu đen luôn dùng nguyên. Hươu đen con này mới vừa lúc chưa. Con này mới vừa lúc chưa. Chị em mình cứ chốt xong cái là lúc chốt đơn em ơi. Chị nhầm sai bỏ ra giùm chị. Size 29 size dạy mình 50kg quay đầu. 50kg quay đầu con này sale giá mấy hồi chưa đó Huyền? 59. Không thấy chị đầu Mỹ luôn. Không thấy luôn. Rồi lên luôn dùng mã này. Chốt luôn dùng nguyên con này bao đẹp. Hàng này là hàng trượt đó chị em mình. Đẹp lắm luôn con này dán sung nha. Dán sung nha cho chị Khánh Uyên. Cho chị Khánh Uyên. Rồi lên luôn những cái này. Lên luôn chị em mình 55k luôn. Hết cỡ luôn rồi. Cái này dành cho chị em mình 60kg đổ về. Thun Thái nha. Ở quên sorry chị em mình. KT Thái nha. Rồi lên chân mã tim vàng 55 luôn. Xây 60 đổ về dẻ mình chút đẹp. Giật giật kìa. Giật 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 giật. Ráng nhảy đi. Ráng nhảy đi cho nó đỡ giật. Được Kim Ngân giật mày đó. Hả? Giật lại đi. Kim Ngân giật lại đi Kim Ngân. Bông ga. Bông ga này cho địa chỉ mà không cho số điện thoại. Bó tay luôn. Cho chị Kim Phùng Kim Nguyễn. Nhiều chị cho địa chỉ mà không cho cái số điện thoại. Không biết liên lạc kiểu gì luôn. Rồi cái nhắn tin xong qua cái không trả lời xong. Thì bố. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã 50 năm. 50 nha. Mã 5 luôn dùng nguyên 40k này. Mã hưu nè 40k luôn. Cái này vẫn đang còn hàng nhé. Cái này là nguyên xã thôi. Xã nhá. Lên luôn dưỡng mã số 5 40k. Mã hưu đỏ 40k luôn. Trẻ mình mua giá này bao hời luôn. Bao hời nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Ủa cái chị đi mới lúc chưa mà. Cái đoạn bà kêu là chốt nhầm. Chốt nhầm á. Em hết chị ơi. Em hết nha. Coi 55 kìa. 55. Thấy chị Nguyên Lê rồi chị ơi. 55 mới coi. 55 là chị ta. 55 là cái bù tim vàng như Phùng Kim Nguyên rồi. Số 5 cho chị Phạm Thị Bích Phương. Phạm Thị Bích Phương. Dạ không em hết rồi. Bộ này lúc trưa nè. Bộ này sale giá máy 69k đúng không. 69k size 52kg quay đầu. Bộ này bao đẹp. Nhiều chị đặt cái mã này có được đâu. Comment mã tặng dâu luôn dùng nguyên nhá. 52kg đổ về. Đẹp lắm, chắc đẹp lắm chị em mình ơi. Nè chị em mình nhìn con áo này. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng dâu nhá. 69k tặng dâu. 69k tặng dâu. Bộ này đã xả rồi. Lên bộ áo dây đi em. Bộ áo dây hả. Áo dây em còn tầm chục bộ. Xíu nữa chờ em xíu. Ôm ra hết cái này là em xả luôn. Còn được chục bộ. Chị Hương Lợi này cũng như thế luôn. À cái này chừa cho ai ta. Sĩ Nguyệt đang hỏi nè. Trời ơi nhận hàng về đẹp quá. Hỏi thêm đặt 3 bộ. 3 bộ Hương Lợi. Chị này xả lần mấy rồi. Nhớ lần sau không chốt cho chị này nữa. Xây 55kg đổ về. Điện chốt tin không máy. Điện không nghe máy. Comment mã váy luôn dùng nguyên lên. Luôn dùng nguyên mã này 55kg đổ về. Bán tặng 69k con này lên phong cực kỳ đẹp luôn. 69k CL 55kg quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Comment mã váy luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy váy chốt váy luôn dùng nguyên này. Mình chốt bộ hồng 75 không chốt hả. Bộ hồng 75 là cái bộ được. Hết rồi người ta chốt rồi chị ơi. Bộ 55 chốt ai vậy kìa. Kim Nguyên nói. Kim Phụng Nguyễn chị ơi. Em tại vì em có like cả trên bếp nữa. Có like cả trên bếp nữa. Trời ơi 20k 20k nhá. 20k nè. Sao trẻ mình 52 dòng rít nha trẻ mình ơi. 60 trẻ mình vẫn mang được luôn. Nhưng mà cái này để mang đẹp trẻ mình 52kg quay đầu thôi. Comment mã tặng theo 20k. Tặng theo 20k. Rồi cả chị này Lê Phượng. Cho chị Lê Phượng. Bộ mẹ này. Đến mua lâu lâu nổi hứng đang chắc là đổi ý. Lâu lâu có hiếu mua được cho mẹ. Tặng mẹ hai bộ cuối cùng xong cái xả luôn. Mặn yếu quá à. Thôi ráng với Lan chị. Size này size 60 nè. Size 60 nè. Comment mã tặng mẹ luôn dùng nguyên nhá. Bộ này lên luôn cho dạy mình 150 luôn. 2 bộ 150 2 bộ luôn nhá. Toàn bộ hàng này hàng sớ đẹp nè. Mặn tị hay là như thế nào. Hay là chị sao hay là giật hay là như thế nào. Comment mã 150 2 bộ luôn. Bộ này đang lên chạy mình 86.000. Này không bao giờ nói điêu. Đang lên chạy mình 86.000 hết nha. Rồi ok cho Quý Đặng. Quý Đặng cả hai bộ này. Cả bộ này nè Hà Đanh nè. Hà Đanh bộ này 79. Bộ mẹ em hết nhá. 150 2 bộ cho Quý Đặng rồi.
Size này dành cho chị em mình 52kg quay nè. Cảm ơn mã này là mã tặng 75k luôn. Dùng nguyên cái bộ này lên form bao đẹp chắc u mì nhé. Toàn bộ là theo 52 quay đầu. Em hết bộ mẹ rồi. Comment luôn dùng cái này bình thường à. Tại vì là mấy hôm nay nè, vừa bóp tương tác này, vừa bị ẩn comment. Nhiều khi là chị em mình xem live trên hội một tí cái là nó đen cả màn hình luôn, không thấy gì hết. Như nguyên dùng máy khác cũng xem cũng như thế. Nên là live bất mệt luôn. Lên luôn những này. Chị ơi, hết rồi, người ta chốt rồi. Chị ơi, chị dịch vụ thành làm lập doanh nghiệp, hồi có đơn chị gửi lại giùm em. Chứ còn đã hết rồi, size đại, size to nhất rồi. Rồi lên chung mã này là mã tặng mấy hồi nãy mới nói nó tiêu rồi. 70 mấy kìa. 52kg chị Khánh Uyên. Em thấy chị Hà Nguyễn rồi nè. Bộ thê chị Khánh Uyên hồi nãy mới vừa nói mấy á. 75 chị Khánh Uyên nhé. Rồi lên luôn những này, cũng bộ tặng mẹ luôn. Này sale 49k rồi. Biết sale giá nào nữa trời. Comment mã mẹ, cái này lên luôn cho dạy mình ok chị Khánh Uyên. Comment mã này luôn. 45k nốt luôn. Cái này là hàng chắc của nó là KT Thái với chị em mình ạ. KT Thái nha. Đính đá. Chốt mã này lên chung mã này là mã 45k. Em thấy chị Ngọc Văn nhá. Thấy chị Ngọc Văn rồi. Thấy chị Ngọc Văn để em kiểm tra cái này thì có bị ẩn comment không? Mà em vẫn thấy nhá. Hả? Yến Hoàng để ý Yến Hoàng nào nhá. Yến Hoàng để ý Yến Hoàng xe thì ghi Yến Hoàng xe nha. Tại vì có hai Yến Hoàng sợ nhầm qua nhầm về lộn hàng hết. Yến Hoàng này, Kim Ngân, mấy cái tên nó hay lộn quá. Hả? 45k. 45k. Trời ơi. Còn cho chị Huyền Nguyễn bộ luôn. Cho chị Huyền Nguyễn bộ đi. Rồi lên luôn những mã này vàng. Hốt đi, tranh thủ đi chị em mình ơi, thun thái luôn dùng nguyên nè. Cho chị còn cho chị Ngọc Lan bộ, chị Bông Nguyễn bộ luôn, nốt luôn. Rồi lên luôn những mã này, tặng 40 luôn, ở trên nó hết. Bị cắn nó không đẩy đơn lên được. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng 40k luôn. Chị nào lấy tặng 40 chốt tặng 40 luôn dùng nguyên nhá. Còn bộ là thun thái nha. Còn bộ thun thái chị em mình không chốt phí lắm. Trời con này mới lên. 45k đi. Comment mã xanh, xanh này đẹp, xanh này cũng hết rồi. Tắt hẳn cái máy đi, chắc là hết giấy đi. Tắt hẳn cái máy, rút hẳn cái máy ra luôn dùng nguyên đi. Bị hết giấy. Rút bậy. Thì tắt luôn đi. Tắt mất. Không, rút cái dây nguồn đi. Đó, rút hẳn cái dây nguồn ra đi. Đó, rút cái nến cứng, cái bay luôn của tôi luôn ấy. Xanh cho chị Phạm Thị Bích Phương này. Ok, Phạm Thị Bích Phương này. Phạm Thị Bích Phương này. Ok nè, Phạm Thị Bích Phương này. Thun thái nhá. Xanh hết chị Hồng Hà Khanh ơi. Hết nhá. Rồi lên luôn những mã cúc luôn dùng nguyên này. 45k hết cái cọc này là không có giá này nhá chị em mình ơi. Chốt mã này lên chốt mã này là mã đen 45 này. Đen 45 nhá, chị nào lấy đen 45 chút đen 45. Trời ơi, chị em mình nhớ cái bộ màu này không? Màu này hôm bữa Nguyên lên không có hàng nè. Bao nhiêu chị màu xanh ngọc không có hàng nè. Tặng mẹ cho chị à. Xanh á, xanh em hết chị Huyền Nguyễn ơi. Lên luôn dưỡng mã này là mã theo 75k luôn. Theo 75 nhá, chị em mình cố gắng xíu chia sẻ luôn dưỡng. Tại vì là mấy ngày hôm nay rồi. Nguyên cả đầu tháng tới giờ chứ không phải mấy ngày hôm nay. Nè, cảm ơn mã này là mã tặng bộ theo màu xanh ngọc hôm bữa không còn hà. Xây 52kg qua đầu là chị em mình chút đẹp nhá. Bộ này lên form bao đẹp luôn, theo toàn bộ. Cảm ơn mã này là mã 75k dùng nguyên nhá. Size 52kg qua đầu là chị em mình chốt ok. Chị nào lấy bộ theo comment. Cả bộ theo xanh nữa. Chị Lương Oanh chia sẻ lên luôn dùm em nhé. Chị Lương Oanh. Rồi còn một bộ xanh size 52kg qua đầu luôn. Chị nào lấy mã này chốt luôn dùng nguyên nhá. Xanh 52kg qua đầu. Comment mã 75 luôn dùng nguyên xanh. 75 xanh 52kg qua đầu. Cố gắng chia sẻ luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đấy, thả tim thả like luôn dùng nguyên. Chốt mã này lên chung mã này là mã xanh 52kg quay đầu. Lên bán tặng luôn chị em mình 75k. Chị nào lấy xanh comment xanh luôn dùng nguyên. Tiếp luôn dùng bộ này mới lên lúc trước. Còn giá nào để sale trời. 55k 50k luôn. 50k size 52 luôn. Comment mã vàng 50 size 52. Vàng 50 size 52 nhá. Chị nào lấy vàng chút vàng luôn dùng nguyên. Được chưa? Chốt mã vàng luôn dùng. Cái này có một bộ, cái này là lanh size 52kg quay đầu. Bộ đó có 60 em không chị ơi? Em thấy chị Bông Nguyễn rồi. Em thấy chị Bông Nguyễn rồi, chắc là nó bị ẩn comment bộ vàng cho chị rồi. Yến Hoàng. Yến Hoàng. Em thấy rồi. Em thấy nhé. Hình như ở trên hội thấy cái mặt nó đỏ. Mới là
bạn còn cho chị Ngọc Văn bộ. Rồi lên luôn dùng em này. Chị à, quần sinh nhiệt em đang hết. Bộ nào nãy chị nào chưa có. Bộ này là tới 59k, hôm bữa chốt đợt tới 59k luôn. Comment mã này là mã tặng 45k luôn. Tặng 45k luôn. Comment mã tặng đá 45k màu này màu đậm, à, màu đậm hơn lúc nãy này. Hàng này là nguyên sale 649k rồi lá nó rẻ ơi ra rồi. Đấy, lên luôn dùng mã này mã 45 nhá, hàng KT Thái sale 60. 45 cho Trinh Trinh, 45 cho Trinh Trinh, cố gắng chia sẻ luôn dùng em nhá. Ủa chị này đang xả đi, chị này khách quen hả? Có cái xả à? Rồi lên luôn dưỡng mã tặng kiểu luôn dùng em nè. 49k nó, 39k luôn. Hàng này là hàng nguyên sale 59k nè, size chị em là 52kg qua đầu là chút đẹp. Comment mã tặng kiểu luôn dùng em 52kg đổ về cho chị em rồi. Đây nè, có con mẫu nó mang rồi, 39.000. Chị nào lấy mã này chút mã 39 mình dùng đi nhá. 39 chị em mình chút. Ô mì hàng. Xay chị em mình 57 58 ký đổ về kiểu cho chị Khánh Uyên. 57 ký đổ về là chị em mình chút đẹp. Comment mã này là mã 50. Nhớ luôn dùng ngó này là ngó ô mì hàng nhá. Ô mì hàng. Xíu nữa còn mấy cái bộ hai dây nó cho lên bán tặng luôn, còn như còn được mấy bộ trong góc. Mỹ. Đây này Phạm Hương nè. 49k này Phạm Hương ơi. Cái này Phạm Hương hỏi nè. Lên luôn những mã nâu 49 nhé. Nâu 49. Size này dành cho chị em là 52kg quay đầu. Comment mã nâu nhé. Kiểu rồi chị ơi. Văn Anh Nguyễn. Em không thấy. Giờ mới thấy kìa comment của chị ơi. Giờ mới thấy. Thí đoàn em thấy rồi. Do bị ẩn comment quá. Cái chị em mình cứ comment đi. Cái hồi Nguyên vút 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 chập là cũng thấy à. Rồi lên luôn những mã này. Nè. Từ từ nhá. Thế cái này cũng chị, cũng chị Hạnh Nguyễn. Giờ cũng chị Hạnh Nguyễn chốt là như thế nào. Đây nè, thấy Hạnh Nguyễn đã chốt nè. Giờ xả ra rồi, giờ vẫn chốt lại. Phải Hạnh Nguyễn này không? Em thấy chị ơi. Em thấy nhá. Phải không? Kiểm tra lại nhá. Đã xả ra rồi, sao giờ chốt lại? Hành Mỹ. Thế? Hành Mỹ à? Rồi ok. Coi có mấy con nó bỏ xuống cho Phạm Hương luôn. Để quên, Phạm Hương dặn rồi. Con này 26.000. Chốt đúng được vào like xem được đúng một con 26.000. Hạnh Nguyễn. Em chốt không có dấu mà. Có thấy Hạnh Nguyễn khác à? Sao trùng hợp thế? Mấy 49.000. Lên lưu dưỡng mã 26.000. Đúng vào xem like chốt được con 26.000. Ao ra 26.000. Ok, coi mấy con quần sọc nào nó còn không, bỏ xuống cho Phạm Hương coi. 26.000. Còn 3 con. 3 con rồi ok. Còn nữa lại cho 3 à. Để coi Phạm Hương lấy con này. Chờ xíu. Rồi lên cho mã tặng miếng không dùng nhé. 35k Boris nhé. Rồi chị em mình Boris và sao chị em mình 52kg qua đầu là chị em chút đẹp. Thậm chí là chị em mình 60 vẫn mang được luôn. Tại này chắc này nó giãn lắm nè. Nhá, chị nào lấy cái này comment luôn những mã này là mã. Mấy thấy chị Hoa Thảo rồi đây nhá. 26 sọc 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 này, sọc cho bông Nguyễn nè. Sọc cho bông Nguyễn nè, ok nè. Em thấy chị 26 hết rồi. Thấy chị Hoa Thảo rồi nhá. Em thấy chị Hoa Thảo. Sọc cho chị bông Nguyễn, sọc cho chị bông Nguyễn rồi. Ok nè. Thấy nhá, thấy Nguyễn Hữu Linh Sa, thấy chị Thúy Đoàn rồi nè. Thấy Phạm Hương nè. Thấy tất trong hình bị ảnh comment quá. Chị Thi thấy chưa? Chị Thi thấy sao? Đây đây cho cái caro nào luôn 49.000. Caro nào 49.000 còn sao gì á? CM cho chạm Phạm Hương cái nè. Thi Thi cái nè. Còn một con, cho lên con, từ từ bắt lại dựng con. Còn một con nè. Còn một con nè. Phạm Hương được một con nhé, chị Thi Thi một con nhé. À, chắc là không chị ơi. Từ từ. Áo đen 56kg vừa không à. Chị ơi, nó co giãn nhiều lắm chị. Co giãn nhiều hàng rip mà. Rồi lên luôn những mã này là mã vuông 49. Đây chị ơi, cái này là 50kg quay đầu là chị em, 52kg quay đầu chị em mình chút đẹp. Còn quần công sở không Nguyên, dạ còn chị ơi. Rồi lên chung mã này là mã vuông dùng Nguyên nhá. Không, thế không vừa đâu chị Thi Thi, bỏ chị Thi ra. CM mà, 52kg quay đầu thôi. 54kg chị nhất size lên luôn dùm em, nhưng mà em không còn màu này. Nhá, 49k luôn dùng Nguyên, chị nào chưa có lên luôn dùng Nguyên cái này. Dạng mang quần xuông với chị em mình mix với áo phông bự bự ấy. Mang đẹp. Nhá, lên luôn dùng mã đó là mã vuông luôn dùng Nguyên, tặng 49k luôn dùng Nguyên. Tặng 49k, bộ Nguyên đang mang. Để chị
Để con đen 35. Chị Dung Phương lên thông tin nhé. Có rồi nhá Phạm Hương ơi, Phạm Hương có con rồi. Chị Dung Phương lên địa chỉ hẳn trên live luôn giùm em mới dám chưa nha chị ơi. Rồi lên luôn những này. Sao mà trẻ mình 40 mấy ký qua đào trẻ mình chút sẽ S. 40 mấy ký qua đào trẻ mình nên chung mã này là mã S49. S49 nhá. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng cái con này lên form bao đẹp. Sẽ S nè. Cái gì? Cái ai? Hồ Lâm. Hồ Lâm ở đâu? Ok Hồ Lâm này. Ép cho Trinh Trinh nè. Ép cho Trinh Trinh nè. Cái này mình còn sai chứ bỏ xuống lên luôn. Bỏ xuống lên luôn. Rồi lên luôn những này. Ấy chốt được con 29k. 29k lên luôn những mã này là mã 20. Mã 20 nhá. Chốt mã số 1 20k. Nè, ai nhỏ con tranh thủ. Có màu đen ấy Phạm Hương, để Quân lên đây, để Quân lên đây. Chốt mã 20 nhá, comment mã số 1 dùng nguyên. Chốt số 1 luôn dùng nguyên này, chị nào lấy số 1 comment số 1 luôn dùng nguyên nhá, bị ẩn comment quá. Ờ quên, cho chị Tâm Nguyễn xây L này. Chị ơi chị Tâm Nguyễn Mixi xây L để hết. 20 cho chị Khánh Uyên. 20 chị Khánh Uyên này. Đây nè Phạm Hương lấy size gì chốt nè. Chị cho chị Tâm Nguyễn Mixi xây L nhá. 49.000. S còn không cho chị Huệ Nguyễn con, chị Thúy Đoàn một con. S Huệ Nguyễn một con, Thúy Đoàn một con. Rồi nè, chị nào chưa có cái này, Nguyên có luôn cho trẻ mình từ S, M, L, có XL. S, M, L, XL trẻ mình từ 40-60kg là trẻ mình có size cho các con này. Nha, trời bao đẹp. Nhiều chị hỏi cái mã này lắm nè. Đấy, lên nó luôn trẻ mình 49k. Xây M, xây L cho Phạm Hương. M, L cho Phạm Hương. Rồi nhá, chị nào chưa có lên luôn dưỡng mã này. À, từ từ, cho em xem lại quần. Đây cho chị Công Ngư ơi, Công Ngư. Đen caro xây M cho chị Hạnh Nguyễn. Xây M cho chị Hạnh Nguyễn. Rồi nè, đây nè. 49.000 nhá, chị nào chưa có thì lên. Cái này mà trẻ mình xây M cho chị Quỳnh Như Trần. M cho Quỳnh Như Trần. Thường ấy, trẻ mình mang áo phông rộng ấy. Mít con này lên rất là đẹp. Đấy, cái này đang hot ấy. Quần dạng, quần sung, quần rộng ấy. Chị Thi Thi, quen cho chị Thi Thi cái size L nữa kìa. Thi Thi cái size L nữa, 54 đấy. Thích quần, thích quần. Ai đó, quần. Cái bà đây. Cái quả nó đẹp lắm. Làm chi, chị làm chi. Nghe quả mấy chị cũng phải thấy có nó. Còn chi? Trên mua trẻ con. Ở đâu mua trẻ con bà? Ủa đâu mua hai vừa rồi cái bán à? Bán hết rồi. Bán rồi. XL cho Phạm Hương. XL cho Phạm Hương. Rồi ok. Lấy đi. Chị đi chừa con lấy cho chị đấy. 62 cái chị lái xe XL. Đang xe S cho Hồ Lâm. 30. Đang xe S cho Hồ Lâm. Xây L với xây L XL cho Khánh Uyên. L với XL cho Khánh Uyên. Ok chị Thi Thi em lấy gì? Thi Thi cái xây L. Em phải chịu khó ngồi xuống mới vút được. Đứng lên không vút được. Không thấy comment của chị em mình luôn. Nha, cho ngồi xíu đã. Rồi tiếp luôn dùng cái này xong. Đóng hàng xả mình. Ôi cái này mới lên lúc trưa. Nhiều chị không đặt được cái mã này. Chị nào chưa có cái mã này chị em mình cố gắng chia sẻ like, thả tim, thả like luôn dùng Nguyên nhé. Con này bao đẹp luôn. Cho chị Thúy Đoàn con xây L nữa. Thúy Đoàn con xây L. Thúy Đoàn con xây L. Bộ Nguyên đang mang là 89.000. Theo vàng cho chị Thoa Kim. Theo vàng cho Thoa Kim này hết rồi nè. Theo vàng cho Thoa Kim. Rồi còn cả bộ này nữa. Trời ơi. Chốt mã này lên luôn dùng Nguyên nè. Comment này. Bị ẩn à. Nguyên bút đây. Cũng bút cũng thấy đây. Thấy đây Phạm Hương ơi. Phản thấy mà. Thấy đây Nguyên chịu khó phải ngồi xuống qua lại và không nhìn trực tiếp lên màn hình. Để coi được comment của chị em mình nhìn lên màn hình là Nguyên không thấy cái gì hết. Rồi lên luôn chung mã bộ này. Bác tặng cho chị em mình bộ này. 89k đúng bộ này, 89k. Đây luôn dùng mã 79k luôn dùng Nguyên nhá. Caro nhiều màu không à? Chị ơi caro em còn màu đen thôi. Chị nhận được đồ em đang mặc rồi. Sao như thế nào chị Nga Phan ơi, đẹp không? Rồi lên luôn những này 60 cái trẻ mình vẫn mang ok. Chốt mã này lên cho mã tặng 79 nhé. Tặng 79 cho chị Nguyễn Khánh Tuyền. Nguyễn Khánh Tuyền rồi con này xanh chuối của ai? Cứ thoát ra đồ vô lẫy hả? 79 em hết nhá nè. Trẻ mình nhìn con này xinh không? Yến Hoàng đâu rồi? Gu xanh chuối đâu rồi? Xanh chuối đâu rồi? Chốt mã này 40k nốt luôn. Chắc ok đẹp lắm rồi em cảm ơn chị Nga Phan làm. Theo vàng không mà Nguyễn Hữu Linh xa không được nhá. Bộ tặng 79 em hết nha. Rồi lên luôn những mã này. Comment mã xanh chuối 40k nhé. Chị nào cho chị Quỳnh Như Trần. Ok chị Quỳnh Như Trần. Hết xanh chuối nhé. Có cả xanh chuối thôi. Con này đây mới 49k rồi nè. 49k
Size này còn size 55kg đổ về. 45k nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã chữ nào 45. Chương thỏa chốt không được hả? Có mấy người coi đấy mà chốt không được. Là như thế nào? Bị nhảy ra hay như thế nào đấy chị? Bị nhảy ra hay như thế nào mà chốt không được? Theo vàng em hết, coi cái mã nó xíu nữa còn ít lên luôn. 45 cho chị Thư Nguyễn. 45 cho chị Thư Nguyễn. Rồi lên cho mã tặng kiểu con này bán tặng máy trời. Bán 59k xong còn ít xả ra các kiểu bán cho chị em 49.000. Lên luôn những mã này mã 45k đi. Size này dành cho chị em mình 50-52kg đổ về. Comment mã kiểu 45. Thấy chị Hoa Thảo rồi, em đang thấy chị Hoa Thảo rồi. Comment mã tặng kiểu dùng nguyên nhé. Tặng kiểu 45k tặng kiểu chị nè. Tặng kiểu 2 con. Ai lấy tặng kiểu comment mã tặng kiểu luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn chung mã reo. Cái này chị Khánh Uyên tranh thủ chốt này. Cái này nó chắc kiểu hoa cho Khánh Uyên. Thế màn chậm đấy chị. Màn nhà chị chậm đấy. Cái này chị em mình để ý nè. Chị Khánh Uyên nè. Tranh thủ phát nè. Tại vì cái này là hàng nó đẹp hơn chất tuyết mưa. Đẹp hơn chất vi tét. Cái này dạng xước ấy. Dạng xước ấy. Chốt mã này lên chung mã này là mã reo luôn dùng nguyên nè. Size này là size dành cho chị em mình 50kg quay đầu là chốt đẹp. Lên luôn những mã này là mã tặng 59k luôn dùng nguyên nhé. Con này bao đẹp luôn. Nó đẹp hơn chắc tuyết mưa nhiều. Chắc vi tét nhiều. Đấy, rồi tiếp luôn dùng. Thôi. Ok chị Khánh Uyên 59. Ok chị Khánh Uyên 59. Rồi lên luôn những con này. Ok nhá. Phối này. Phối này bán tặng mấy với ta Huyền? 29k luôn phối. Bo rip nha, cho chị em mình 60kg vẫn mang được. Comment mã này là mã phối 29k luôn dùng nguyên phối. Chị nào lấy phối. Quần bốn nút chắc còn chị ơi, chắc còn trong đó. Xem hết nhá. Ai? Diễn Nguyễn à. Chị cho Diễn Nguyễn con này. Nó hỏi tới hỏi lui nè. Lên bộ áo hai dây đi em, rồi ok em lên đây. Phối em hết cho Diễn Nguyễn con đó đi. Phối dài á. Phối á. Phối Hiền Nguyễn này có đơn chưa ta? Hiền Nguyễn này có đơn cho Hiền Nguyễn giảng trên nè, Hiền Nguyễn giảng. Chị Ngọc Thảo Nguyễn chia sẻ lên luôn giùm em nha. Hiền Nguyễn ơi lên thông tin dùng Nguyên nha, ba lỗ có chút rồi. Hiền Nguyễn ấy, Hiền Nguyễn ơi lên thông tin cho Nguyên nha. Bảo riêng mở ngoặc ra cho chị Ngọc Thảo Nguyễn đi. Hiền Nguyễn để đợi lên thông tin đã. Ok lên địa chỉ hẳn trên live luôn dùng Nguyên nha. Đây nè, cái này em đâu có nói điêu đâu, chị chốt. Chị chốt đúng được con. Em thấy chị Hà Nguyễn hai dây lụa đi em, rồi ok em lên đây. Bóc luôn dùng Nguyên hai dây, Nguyên còn bao nhiêu bộ lên nói luôn cho chị em mình luôn. Đây nè, cái này có nói điêu đâu. Chốt được có cái này xong để gom mía con tới gom lui giờ không phải xả. 26.000 còn liệu còn giá nào để xả thấp hơn không? Thật sự luôn ấy. 26.000 vàng. Chị nào lấy 26 chốt 26 luôn dùng Nguyên nhé. Đâu phải chị em mình nghĩ chốt xong ra là đi đơn được hết đâu. Cứ chốt gom. Chị ba cái quần giữ nhiệt, chị ơi quần giữ nhiệt em đang hết. Chị Hiền Nguyễn tranh thủ chốt thêm cái gì rồi em đi đơn nhé. Giữ nhiệt tầm khoảng 2 ngày nữa là em có hàng về. Sọc cho chị Ngọc Thảo Nguyễn. Sọc cho Ngọc Thảo Nguyễn. Ok chị ok chị Dung Phương này. Con này mình bán tặng giá mấy rồi đó Huyền? Răng xả đó. Bo rip nha chị em mình ơi. Comment mã này. Dạ ok chị, ok chị em chừa nhé. Về em chừa hàng cho. Rồi lên luôn nhìn cái này. Comment mã này là mã rip dùng nguyên bán tặng chị em mình 29.000. 29.000 chị em mình cố gắng chia sẻ like, thả tim, thả like luôn dùng nguyên nhé. 26 em hết. 26 em hết rồi. Mã 26 có phải sọc đâu em. Người ta chốt rồi chị ơi. Người ta chốt rồi. Đây ba lỗ. Ôi. Thế ai nữa? Ai chưa có ba lỗ? 26.000. 26.000. Bo rip nha. Cái này dạng form nó hơi lẫn ấy. Ok chị nhá. Không chị cứ cầm chị Phụng Lê ơi, chị comment vô bên trang cá nhân giùm em ấy. Nó dễ hơn nhiều khi về không nhớ để chốt ấy. Chị comment vô trang cá nhân dùng Nguyên nhá. 29 hồi nãy cho Hiền Nguyễn. Rồi lên chung ở 26. Bo rip nhá. Sao dễ mình sống với chị em mình vẫn mau ok. Thế này mang form lẫn lẫn nhá, nó không có quá dài chị em mình nha. Chị em mình nhận hàng mình báo rõ luôn. Hàng này hàng form lẫn như thế này, nó hơi dạng hơi crop top xíu. 26.000. Ba lỗ cho chị Mai Thanh. Mai Thanh này là Mai Thanh nào ta? Mai Thanh đỏ, ghi Mai Thanh đỏ. Chị ơi Mai Thanh khách quen rồi nhưng mà lên cho em cái số điện thoại nhé. Để khỏi bị nhầm Mai Thanh nha. Để khỏi bị nhầm nhá Mai Thanh ơi. Rồi lên luôn những này còn được một bộ. Size này chị em mình 55kg quay đầu. Khi nào có sinh nhiệt để chị một cái nha. Ok, ba lỗ em hết nhá. Chị Bông Nguyễn ơi, comment lên trên bài luôn giùm em này. Comment lên trên bài đi. Hay khi mà về lại em hết thực sự. Em về mà em đi em về bất ngại luôn. Về nhiều quá. Mà chị em mình cứ hỏi cái đặt hàng xong
Kỳ như là mới vừa hết xong chị em mình lại hỏi cái này lại phải về tiếp. Có quần công sở, em có chị ở quần công sở xíu nữa lại lên luôn chị em mình, mã đẹp muốn bán tặng luôn chị em mình luôn. Cái mã xịn ấy, như nhiều chị mua lên trên ấy rồi cái về giới thiệu bạn bè mua nhiều lắm, cái mã công sở xịn đẹp và hàng hai biên. Nha, lên luôn những mã này. Cái này còn ít nhá. Bình thường bán chị em mình 69 nghìn nhưng mà nó lòng còn được từng ngày bộ là hết nè. Màu vàng đây em ơi, nhưng mà không có size nhỏ rồi. Nguyễn Bu cái này cũng khá là nhiều rồi. Nguyễn Bu thấy mua cái bộ này cũng nhiều lắm rồi, mấy bộ rồi. Bộ ngủ 62 cái không vừa. Ok, chị Phạm Thị Lệ Hoa nha. Rồi lên luôn những cái này. Hai dây xanh cho chị Mai Thanh 69 nghìn. Rồi lên nó 65 nghìn đi, bị hết rồi. 65 nghìn đi nhá, 65 nghìn đi. Rồi còn toàn bộ size chị em mình 57-58, chị nào cao 60. Có một bộ đó size M thôi, còn toàn bộ là size L hết. Hai dây vàng size L cho Ngọc Văn 65. Vàng cho Ngọc Văn. Nguyên tưởng là hết cái mã này về cái bản to Ngọc Văn này. Size L rồi Nguyễn Bu ơi, cho Phạm Hương cái này. Vàng hồng cho Hiền Nguyễn này. Vàng hồng cho Hiền Nguyễn này. Vàng nơ à, vàng nơ à, vàng nơ chị em sợ không còn. Size M hết rồi em ơi, hay size M để chị coi bản to có không thôi. Cho Hiền Nguyễn hai bộ. Để Nguyên coi thử có bản to không chứ còn bản này Nguyên hết rồi. Ngọc Văn á. Ngọc Văn xanh nè. À. Ngọc Văn xanh, từ từ để Nguyên kiểm tra. Hai dây xanh à, thấy bỏ của Ngọc Văn ra không có. Vàng size L cho chị Tâm Nguyễn, bỏ của Ngọc Văn ra dùng Nguyên nhé. Cho chị Tâm Nguyễn biết si ấy. Size M hết em ơi. Size M hết nhé Nguyễn Bu ơi. 49 cái hai dây hồng cho chị Mai Thanh. Bản to em mấy bộ rồi hả chị Mai Thanh, hai dây luôn nè. Hồng size L cho chị Nguyễn Lan, Nguyễn Lan tuyên hội luôn rồi. Ok, còn nó một cái bộ vàng này nữa hết. Xanh cho Quý hả? Quý ơi hết rồi Quý ơi, để Nguyên coi lên cái bản to còn không hết. Cái này sỉ coi như gần như là bắt hết rồi. Chị mình mua cái này 69 cân thế là rất là rẻ. Không có size S chị ơi. Còn size S, chị ơi cái này nó không có size S, nó chỉ có size M, size L 55kg qua đầu và 60kg qua đầu thôi. Đấy, nhưng mà chị em mình ví dụ như chị em mình phần ngực mà chị em mình to ấy, thì là chị em mình tầm khoảng 57kg đổ về là chị em mình chốt nhá. Chứ đừng mà chị em mình ngực to mà 60kg là mang không nổi đâu. Đấy, rồi lên dùng này. Cái này còn đúng mỗi một bộ vàng size L nhá. Size chị em mình 57-58, chị nào cao gọi 60kg bạn mang ok. Nha, còn đúng một bộ này lên nó tôi chị em mình 65 nghìn, chị em mình cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên nhé. Cho Thư Nguyễn size L rồi. Rồi ok, đây là cái màu xanh đây nè. Size M đây. Size M đây Nguyên còn được 3 bộ màu đen. Cái này là bản của nó là bản to hơn. Cái này bán tổng luôn nhá. Em thấy chị Phạm Thị Lệ Hoa rồi. Nhưng mà không thấy chị comment cái gì hết. Nãy giờ em không thấy chị comment cái gì hết. Rồi nhá. Lên luôn những này. Tổng xã gọn, bộ 65 cho Huỳnh Uyên, bộ cuối cùng nó cho Huỳnh Uyên luôn đi. Hết rồi đấy. Coi như là Nguyên về nhiều quá không mày. Ưng về cái mã mới mà chị em mình cứ hỏi. Cứ hết rồi cái chị em mình lại hỏi, hết rồi chị em mình lại hỏi, cũng không nở cũng lại về. Đấy, lên luôn những cái này, size này dành cho chị em mình nè. Màu đen. Còn hai dây xanh size M không? Chị Hoa Hồng xanh fan ơi, em hết size M rồi. Cái này là bản của nó bản to, cái này Nguyên đi nhập vô là cao hơn 6.000. Nguyên bản lên chị em mình 69.000. Đấy, cái này là Nguyên đúng đâu, Nguyên nhập vô là cao hơn 6.000 so cái loại bản nhỏ, cái này mau em mai cầu kỳ hơn. Bộ đen cho Nguyễn Hiền. Bộ đen cho Nguyễn Hiền. Ok Nguyễn Hiền. Người ta mai cầu kỳ hơn. Hàng này Huyền hỏi là shop nó bán bao nhiêu tiền? 119.000 một bộ. 119.000 một bộ. Mua 2 bộ là 99.000 bộ đúng không? Và mua 3 bộ là free ship. Nguyên bán cho em là 69.000. Cái này không phải là phi bóng, chị em mình để luôn dùng. Cái này là satin, được satin nha. Chuẩn satin chứ không phải là phi bóng. Chị em nhìn khi phi bóng là nhìn nó nóng lực lắm. Mà mang nó bóng bóng nhìn nó ghê. Đấy, nói thật sự Nguyên không thích phi bóng lắm. Nhìn nó ghê lắm. Cái này đang xây mờ cho chị Phạm Thị Lệ Hoa. Cái này là satin nhá, satin chứ không phải là phi bóng, chị em cứ yên tâm. Ok cho Hiền Nguyễn rồi. Đấy, Nguyên còn một bộ đen size M thôi là hết size M nè. Size M chị em là 55kg qua. Bộ xanh á, Quý ơi, Quý lấy bộ xanh này với size L xíu hề. Nhá, bộ xanh này size L nhá, chứ hết màu đen rồi. Ok thì Nguyên trường chứ cũng hết rồi. Nha, chị nào lấy chốt. Nha, Quý lấy bộ này nhá. Màu vàng chị này chỉ comment đang có, đâu còn hết cái bộ hai dây, chị nhắn tin qua làm chi có. Rồi nè, lên chung anh còn một bộ đen size M thôi. Một bộ đen size M, rồi lên luôn cho dễ mình. Cái này toàn bộ là size L. Cái này toàn bộ size L, cái này là bản to nhá. Bản to. Xanh size M hết, cái này cho Quý nè. Quý Đặng nè. Quý Đặng cái bộ lúc nãy. Ờ, xanh size L này, chị Vlucky không vừa đó. Vlucky không vừa đó. Xanh có size M cho chị Trần Phú nè. Vlucky không vừa đó chị ơi. Rồi còn toàn size L thôi. 57, 58, chị nào cao lên được đến 60 nhá. Đen size M cho chị Thúy Đoàn.
đang mời cho chị Thúy Đoàn, em nhắn messenger đi rồi nhé. Rồi ok. Ok chị Huệ Nguyễn, ngày mai bên nhà em chốt đơn lại nhắn cho chị. Xanh to chị ơi. Lấy xanh đen nhé chị Tâm Nguyễn ơi. Em còn xanh đen với hồng nữa là hết rồi. Ngọc Văn ơi, lấy xanh xanh đen giùm Nguyên nhé. Nguyên còn xanh đen thôi chứ còn hết xanh cổ Việt rồi nè. Xanh đen nhé, cái này là bản của nó là bản to nè. Và may gặp lên như thế này. May kiểu nhúng như thế này nè. Chị nào lấy xanh đen chút xanh đen cho em hết xanh cổ Việt rồi nè. Nguyên còn được từng này. Ai? Hồng lờ Thúy Đoàn à. Rồi ok cho Thúy Đoàn à. Xanh CL cho Liên Quách này. Rồi ok mình còn được hai bộ xanh. Xanh đen cho chị Phương Lê bộ này. Xanh đen cho anh Phương nữa nè. Rồi ok hết nhé, còn một bộ đen thôi. Hồng chị ơi, người ta bóc luôn rồi. Em hết sạch xanh xanh rồi đấy. Trong cái bộ công ty này lên bán tặng luôn. Còn mấy bộ lên gọn luôn. Áo có áo tung lúc trưa à quên. Chị ơi quên, cuối cùng lên cái áo thun hồi trưa cho chị Lệ chi. Lệ Hoa chị hỏi cái áo lúc trưa, từ từ chờ em tí em lên nhé. Em hết xanh đen, còn mỗi đen thôi, để lên cho chị bóc luôn, chị về chị đón con. Chốt luôn dùng cái này, em hết hồng rồi. Còn mỗi màu đen thôi, chị nào lấy đen chút đen luôn dùng Nguyên nhé. Taylor, hết rồi chị Minh xong, em còn mỗi đen thôi. Còn mỗi đen cho em lên, còn màu vàng, màu trắng gì đấy. Nguyên còn mỗi đen, ôi cái nào chưa lên. Con này chắc đã lắm chị em mình ơi, tranh thủ nè. Tranh thủ cái mã này nhá. Sao chị em mình 40-60 chị em mình chút đẹp. Đây này chị ơi, chị Lệ Hoa tranh thủ chút luôn này. Em tranh thủ em lên trước này. Đấy cái này mã này lúc chưa không có này. Cái này chắc đẹp lắm luôn. Toàn bộ hàng này hàng có tông tàu, co giãn là co giãn 4 chiều nhá. Chị em mình cứ nhận hàng mua, nếu mà chị em mình chưa mua thun nhồng nguyên bao giờ, mua thử một con thôi. Mua thử một con xem về chắc cái này có đáng xứng đáng những con. Chị em mình có thể đi ra ngoài mua gấp đôi lên. Cái giá như thế này nhá. Lên luôn những mã chữ vàng, cái này có được có một con 45k nhá. Ai lấy chữ vàng size 40 đến 60 chị em mình chốt ok nhá. Mình phải ngồi xuống như thế nào mình phải đọc được comment của chị em mình, đứng không hút không được. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung, mã này là mã chữ vàng luôn dùng Nguyên nhá. Nốt luôn cho chị em mình 45k. Chị nào lấy chốt, mình 55kg mang size M không chị ơi. Huyền Nguyễn chậm quá hả. À, chữ vàng cho chị Hiền Nguyễn nè. Hiền Nguyễn nè. Chữ vàng cho Hiền Nguyễn nè. Chữ vàng phải phạm Lệ Hoa chậm rồi. Lên luôn dùng đá vàng. Đá vàng cho chị Phạm Thị Lệ Hoa đi. Phạm Thị Lệ Hoa chưa đá vàng không có. Đá vàng không có. Đây nè, chữ vàng cho Mỹ Mỹ nè. Chữ vàng này cho Mỹ Mỹ luôn nè. Chữ vàng cho Mỹ Mỹ nè. Rồi lên luôn dùng nè. Cái này cổ tròn, chị nào lấy miêu chút miêu luôn dùng Nguyên nhá. Muốn nói chị em mình chưa bao giờ mua thun nhà Nguyên có thử mua một con đi. Chị em mình nhận hàng con 26.000 về chị em là thấy đẹp rồi. Cái này lên chị em mình 45.000 chị em mình biết cách của nó như thế nào. Đấy, lên luôn dùng mã miêu miêu vàng dùng Nguyên nhá. Vì thứ còn có con thôi. Ai lấy miêu chút miêu luôn dùng Nguyên nhá. 45k. 45.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã miêu từ 40 60 chị em à. Chứ có thấy em không, Nguyễn Hữu lên sao chị thấy em, nhưng mà em lên sau. Em lên chậm quá. Chị Liên Quách hồi nãy màu xanh than nhá. Miêu miêu dùng Nguyên nè. Không thấy em hả? Miêu cho chị Phạm Thị Lệ Hoa này. Phạm Thị Lệ Hoa này. Chị Tâm ơi, lên luôn giùm em rõ mã nhá. Lên luôn chung mã cô gái luôn dùng Nguyên nè. Thấy Hà Phan rồi. Nhưng mà chị ơi, chị comment luôn sau ấy, do chị mạng nhà chị sau ấy. Rồi lên luôn dùng cái mã này, comment mã cô gái vào 45k nhá, lên quần công sở đi chị hả. Chúc Ly Huỳnh, từ từ chờ một xíu. Miêu em hết rồi chị Tâm ơi. Chờ lên luôn hẳn cho chị em mình mã công sở xịn luôn. Mã 99.000 luôn hẳn cho nó đáng luôn đồng tiền. Miêu em hết rồi chị Trường Thịnh ơi. Rồi lên luôn dùng cái này, comment mã gái vàng luôn dùng Nguyên nhá. Cái này ba cô ta. Chốt mã gái vàng một con 45k nhá. Chị nào lấy gái chốt gái luôn dùng Nguyên. Em lên đồng giá 45k nhá. Chị em mình cứ yên tâm. Mua con hàng này về đi. Kiểm tra cô gái cho Khánh Uyên. Cô gái cho Khánh Uyên. Cái vàng hết rồi. Hồi trưa chị này chưa có mã chuột. Đây còn sót một cọc chuột vàng. Chuột vàng nhá. Gái vàng hết. Chuột vàng này là cổ V nhá. Theo nè. Không. Áo này sao cà rốt tốt được. Phong này mà sao cà rốt tốt được. Phong vừa nó không dài mà cũng không ngắn. Phong này là phong thường nhưng mà co giãn nhiều, cả toàn bộ là co giãn 4 chiều nè chị em mình nhìn nè. Theo vàng cho Nguyễn Hữu lên sau một con. Co giãn là co giãn 4 chiều hết nha chị em cứ yên tâm. 45k con. Thấy chị Trường Thịnh rồi, chị Trường Thịnh tại vì chị Trường Thịnh chút sau. Theo vàng Nguyễn Hữu lên xa nè. 45k nhá, chị nào chưa có theo vàng cổ này là cổ V nha. Đấy, chị nào chưa có thì lên luôn dùng con này bao đẹp luôn. Nè, toàn bộ là theo hết. Ấy, Huyền Nguyễn. Cho chị Huyền Nguyễn một con nè. Ok Huyền Nguyễn nè. Chị nào chưa có theo vàng, comment theo vàng lên luôn dùng Nguyên nhá. Bị ảnh comment thì chị em mình chấm chấm lên luôn dùng Nguyên để khỏi bị ảnh comment này. Chốt mã này lên chung mã này là mã theo vàng luôn dùng Nguyên 45k. Bao đẹp luôn. Đấy. Từ từ có trắng không em? Có chị Cao Nhàn ơi. Trắng từ từ coi có cái gì trắng không? Cho chị Dương Thúy nè. Cho chị Dương Thúy nè. Theo vàng
Dương Thúy theo vàng, chị nào chưa có theo vàng lên luôn dùng theo vàng nhé. Theo vàng cho Huệ Nguyễn có rồi nha. Còn lên chung mã này là mã tim trắng. Tim trắng này. Chốt tim trắng luôn dùng 45k nhé. 45k hết. Bắt luôn dùng nguyên cái mã. Mã công sở xịn. Không sở xịn. Hoàng Diệp. Nguyễn Hoàng Diệp à. Cho chị Duyên Duyên. Nguyễn Hoàng Diệp nè. Duyên Duyên nè. Duyên Duyên nè. Duyên Duyên nè. Rồi tim trắng cho chị Cao Nhàn. Cao Nhàn nè. Nguyễn Ngọc Lan. Nguyễn Ngọc Lan 45k hết nha chị em mình ơi. Nguyễn Ngọc Lan chị nào chưa có thì lên nha. Tim trắng cho chị Hương Thu ơi. Hương Thu lên thông tin nhé. Để ý là Hương Thu chứ không phải Sương Thu đâu nha. Đi nhiều khi lộn. Hương Thu ơi lên thông tin giúp em trên like luôn nha. Rồi lên cho mã tim trắng luôn dùng nguyên 45k chị em mình mua con này. Trắng cho chị Nguyễn Chính nè. Nguyễn Chính này có đơn chưa ta? Hương Thu ở trên hội. Hương Thu nhé. Hương Thu trên hội lên thông tin thẳng trên like luôn dùm em nha. Rồi lên luôn dùng nguyên chị Nguyễn Chính nè. Vàng theo cho chị Lương Oanh nè. Nguyễn Chính lên thông tin cho em luôn nhé. Cái này cho chị Lương Oanh nè. Ok chị Lương Oanh nè. Lương Oanh tặng vào. Lương Oanh vàng theo mà. Vàng theo 45k chị nào chưa có. Tranh thủ. Nguyên nói cái chắc này bao luôn cho chị em mình. Chị Nguyễn Chính lên thẳng thông tin cho em. Mua 2-3 con về để dành mà mang thay qua thay về. Chắc bao đã luôn. Ok chị Nguyễn Hoàng Diệp nè. Chị nào chưa có tim trắng comment mã tim trắng luôn dùng nguyên nhé. Tim trắng sau này lên cho em mình một mã công sở. Một mã công sở trắng cho chị Tâm Nguyễn Mixi nè. Ok Tâm Nguyễn Mixi nhé. Chị em mình cố gắng chia sẻ luôn dùng nguyên. Xong lên luôn cho chị em mình bộ. Rồi lên luôn những mã này là mã gái trắng. Cái này bao cu tay nhé. 45.000. Đấy nếu như bình thường á chị em mình đi mua về tim trắng cho chị Dương Thùy cái nữa nè. Hết tim trắng rồi. Đây đang còn một cái tim trắng cho chị Dương Thùy cái này. Hết tim trắng này. Hết tim trắng nhé. Rồi lên luôn những mã này là mã theo trắng. Cái này có một con theo trắng này. Ai lái theo trắng comment luôn dùng nguyên theo trắng dùng nguyên nhé. Cố gắng chia sẻ thả tim thả like dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đây nè. Ai lấy theo comment theo luôn dùng nguyên nhé. Theo trắng. Chúc lên bộ. Chúc lên bộ nhỏ. Chúc lên bộ gì đấy. Thu Nguyễn trắng gì đấy. Cái trắng cho Duyên Duyên này. Cái trắng cho Duyên Duyên này. Comment mã theo trắng dùng nguyên nhé. Theo trắng. Chị Thu Nguyễn ơi theo trắng là cái nào. Chị ơi. Chị Hương Thu nó bỏ ra đi. Hương Thu nó hồi nãy giờ không có thông tin. Có chưa? Đó. Có chưa? Ghi lại số điện thoại đi nhé. Ok chị Hương Thu nè. Theo trắng cho Bích Trâm Huỳnh. Bích Trâm Huỳnh nhá. Ok Bích Trâm Huỳnh. Theo trắng luôn dùng nguyên nè. Ok nè. Bích Trâm Huỳnh nè. Rồi lên cho mã V này cũng là V theo nhá. V này cũng là V theo nha chị em mình ơi. Em hết theo nha. Đây nè. Đấy, comment mã này lên luôn dùng nguyên. Nhớ gì nhiều khi là chị em mình để ý luôn dùng nguyên cái này, hàng này toàn bộ là hàng có tông tàu, có giãn 4 chiều chứ không phải là hàng mà hàng gọi là hàng đuổi lụa ấy. Thì lâu lên chị em mình chỉ có ba mấy nghìn thôi. 35.000, 39.000, 35 còn FC em 29.000. Ok, Bích Trâm Huỳnh theo cá. Hết nhá. Hết nhá. Rồi lên cho mã cô gái. Cô gái Phạm mà. Em hết rồi nhá. Lên dùng mã đá trắng dùng nguyên. Đá trắng sau này lên chị em mình công sở có đá xám nữa kìa. Comment mã đá trắng luôn dùng nguyên chị em mình. Riêng cái này ăn không tiền đá rồi gì nữa. Này, đá trắng này như chị Lệ Hoa chưa có. Phạm chị Lệ Hoa đúng không? Phạm Lệ Hoa hỏi con này đúng không? Đấy, chốt hẳn trên like chứ còn xong like rồi chị lượt lại chị hỏi là em chịu luôn nha. Rồi lên luôn dùng nguyên. Đấy cái này cho chị Phạm Thị Lệ Hoa đi. Tết đá trắng. Đá cho Nguyễn Hữu Linh Sa cái này, Ngọc Văn cái nữa này. Ok rồi nhá, hết đá nhá. Hết đá trắng. Theo rồi mà. Theo rồi. Hả? Theo rồi. Theo à? Cái Ngọc Văn không có nhá. Nguyễn Hữu Linh Sa với lại Phạm Thị Lệ Hoa. Rồi ok, lên luôn dùng mã cô gái luôn dùng nguyên hình như là còn đá màu chi nữa thì trong lên đá màu chi cho lên luôn. Em hết đá trắng rồi. Comment mã gái nè, xin không? Thôi vậy em mình ví dụ như mua hẳn luôn chị em mang. Mẹ con mang luôn. Đấy, mang những cái này mà quanh năm suốt tháng tới Tết vậy em mình mang vẫn được những con này. Riêng áo thun nó rất là dễ. Gái trắng và vàng theo à. Ok, Thu Ly Nguyễn lên thông tin cho em nhé. Thu Ly Nguyễn ơi, lên hẳn thông tin trên live giùm em nè. Gái cho chị Phạm Thị Lệ Hoa. Thu Ly Nguyễn ơi, lên thông tin cho em nha. Thu Ly Nguyễn này. Cô gái cho chị Phạm Thị Lệ Hoa này. Phạm Thị Lệ Hoa này. Em hết đá trắng đổi qua cho em màu đá khác nha. Đổi qua màu đá khác dùng nguyên nè. Gái trắng cho chị Trương Thỏa này. Gái trắng cho chị Trương Thỏa này. Gái trắng Trương Thỏa 45k nhé. Trương Thỏa 45 này. 45k. Áo bao nhiêu cái chị ơi? Hồi nãy giờ em lên 45.000 đó chị, shop hàng mỹ phẩm sách tay. Em lên 45.000.
nha. Rồi lên luôn dưỡng mã này, toàn bộ con lên chị em mình đồng một giá. Cách nào mà nhận hàng về chắc không xứng đáng chị em mình đồng thì chị em mình bỏ ra, chị em mình quay đầu luôn. Bán cái này bán tự tin luôn nè, 45.000 chị em mình mua con nè. Comment mã này lên chuông mã này. À Thu Liên Nguyễn đúng rồi, Thu Liên Nguyễn là làm anh tình ship. Ok, cho Trang Nguyễn gái trắng. Ok Thu Liên Nguyễn, đá xám cho Ngọc Văn. Đá xám cho Ngọc Văn, tay 40-60 ăn ok hết. Vậy này co giãn 4 chiều nhá. Cho Ngọc Văn cái nè. Cứ nhận hàng con này không đẹp cho chị em mình quay đầu luôn. Toàn bộ co giãn 4 chiều và ép đá hết nè. Đến đá hết nhá. Chị nào chưa có cái này lên luôn chuông mã này là mã đá xám luôn dùng nguyên. Đá xám luôn dùng nguyên. Đá trắng hết rồi chị Hoa Thảo ơi, lên đá xám luôn dùng nguyên và hết đá trắng nha. Đấy chị nào lấy đá xám chốt cho Nguyễn Hữu Linh Sa cái đá xám này. Đá xám này. Đồ bộ chị mặc có không có nhá, chị Nguyễn Hoàng Diệp xí em lên nhá. Đá xám cho chị Thư Nguyễn nè. Thư Nguyễn xong này lên chị em mình mã công sở. Đá xám cho chị Thư Nguyễn nè. Thư Nguyễn nè. Đá xám cho chị Phạm Thị Lệ Hoa nè. Phạm Thị Lệ Hoa nè. Hoa Thảo nè. Hoa Thảo nè. Ngọc Lan nè. Cao Nhàn. 60kg mang ok hết. Cao Nhàn. Trương Thịnh ơi, mua cái gì sao mà chấm chấm hồi thế? Cái gì mà chấm chấm hồi thế? Được chưa? Chị nào lấy cái này lên chung mã đá xám luôn dùng nguyên nhé. Đá xám. Lên đồ bộ chị chốt luôn cho em xíu nha. Cho chị Lê Phượng gần nhà. Lê Phượng gần nhà đồ bộ cho em xíu xíu. Được chưa? Chị nào lấy đá xám comment mã đá xám luôn dùng nguyên nhé. Thế lên cho chị em mình một mã bộ này. Cho lên cái mã bộ công ty nó còn máy bộ bộ 125 á. Bán tặng nó luôn 100 luôn đi. 101 luôn đi cho nó sạch cái mã đó. Một cam ấy, bộ thun có tông ấy. Ờ đá xám cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Nguyễn Thị Bích Thiệp. Gái trắng cho Lê Hòa. Nguyễn Thị Bích Thiệp này. Gái trắng cho Lê Hòa. Gái trắng cho Lê Hòa. Cái thích thì chốt không được hả? Bao nhiêu cái đẹp đây mà không chốt? Toàn lái đẹp không à? Áo đá xám bao nhiêu chị ơi? Chị Thú Nguyễn ơi, em lên cho em mình 45.000. Toàn bộ em lên cho em mình 45.000 hết nha. Chị nào chưa có đá xám lên đá xám luôn dùng nguyên này. Rồi để con lên cho em mình cái mã bộ này, cái bộ cam ấy. Bộ cam này con còn đúng mỗi CL phải? CL. Ba bộ CL. Chị nào mà 57kg quay đào chị em cắt ngay cái bộ này luôn. Bộ này chuẩn xịn hàng công ty và con đang lên xe cho chị em 125.000. Đá xám cho Dương Thùy cái. Cái Dương Thùy cái này. Đá xám 45.000 thì không ngại. Nguyên bán 45.000 thì chị em mình không ngại không mua nhé. Cho chị Hương Thu cái. Hương Thu cái. Ô hết đá rồi. Hết đá rồi. Hết đá rồi chị Hương Thu ơi. Cô gái cho chị Khánh Uyên này. Hết đá nha Dương Thùy ơi. Vàng này cho Mỹ Hạnh Hồ. Vàng Mỹ Hạnh Hồ này. 45 này. Đây nè. Lê Luân Dưỡng mã này là mã xám này xám theo chứ hết xám đá rồi. Vàng Mỹ Hạnh Hồ. Nha Nguyên còn xám theo. Chờ chăn váy với dâm mà. Chăn váy á. Chăn váy chưa. Nè chị em mình nhìn chắc nè. Kéo cho chị em mình nhìn nè. Toàn bộ là co giãn 4 chiều nhá. Không có nào mà co giãn 2 chiều hết nè. 4 chiều hết. Đá xám chị Dương Thùy hình như là không có chị Dương Thùy ơi. Em còn theo thôi. Lên luôn dưỡng mã này là mã theo xám luôn dùng Nguyên cổ V. Xám cho Mỹ Mỹ Dương Thùy có à. Ok nè. Cho Mỹ Mỹ cái nè. Cái này Vivo cho chị em mình luôn. Hết đá nhá Nguyên còn mỗi theo thôi. Theo nè, chị có dâm mà chị. Dâm Nguyên đang không nha. Nguyên đang không dâm. Đấy. Chị nào lấy theo chút theo luôn dùng Nguyên. Chị em mình chắc bao đẹp luôn nhá. Cam. Cam đâu có. Cam này bộ rồi. Cam này bộ rồi. Áo. Áo và nhìn mê cái này. Mặt sướng rã ra. Cảm ơn chị à. Chị Trần Thịnh nhá. Trần Thịnh là mỗi khi là về về cam theo đảo chợ xám mà. Chị Khánh Nguyên coi like ở đâu đây? Em đang like màu xám mà. Màu cam này là bộ rồi. Hàng này hàng chuẩn hàng công ty nè. Có 4 bộ thôi. Như chị Trường Thịnh là riêng cái mùa lạnh là phát áo dài tay. Một mã cũng phát chục cái này. Mang sướng. Thật sự luôn mà lại rẻ. Em nói thật sự. Mua trẻ mình mua vô nhà Nguyên mua cái. Ra ngồi trẻ mình mua cái với xám cho chị Khánh Nguyên nè. Ra ngồi trẻ mình mua cái vô nhà Nguyên mua được 3 cái. Còn quần caro S lúc nãy không à? Còn gì? Còn màu đen đấy chị. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã tặng bộ công ty. Nguyên còn nó được 1 nè, 2 nè, 3 bộ, 4 bộ. Chị nào nhanh tay có. Thực sự bộ công ty nói là bán cho chị em mình để lấy. Gọi là để lấy, gọi là bán chất lượng thôi. Chứ còn bán cái này không lại bao nhiêu hết. Tại vì bỏ ra vốn rất là cao.
bỏ ra vốn rất là cao, mà trong khi là bỏ ra trăm mấy nghìn, lời 10 nghìn chắc là nhiều người, người ta nhà người ta cũng không bán kiểu đấy, nhưng mà bán cái này để lái chất lượng, nói thật sự luôn, hàng chuẩn hàng công ty nhá. Size này lưu luyến chị mới chốt được một cái, chốt đi em. Lưu luyến nhận được hàng chưa? Đẹp lắm chị Lưu Luyến ơi. Cái này 57kg quay đầu, 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ. Lên luôn những mã này, mã 110 luôn. Bộ này không bao giờ nó đi là Nguyên đang lên chị em 125.000. Đấy, chị nào mua rồi thông cảm, tại vì Nguyên hết rồi. Nguyên xả này là gọi là bán xả lỗ luôn nè. Đấy, cho nó gọn cái mã, giúp cái mã nào ra mã đó. Lên luôn những mã này là mã tặng bộ công ty, size 57kg quay đầu là chị em mình chút đẹp. Cái bộ này bao chắc bao form luôn cho trẻ mình, mã 110 nhá. Còn được từng này bộ thôi, chuẩn hàng công ty luôn dùng nguyên. Ok chị Phạm Thị Lệ Hằng, không mua con này rất là tiếc luôn ấy. Bình thường bán 125.000 là đã rất là rẻ, người ta không ai bỏ ra 100 mấy nghìn để lãi trẻ mình 10.000. Xong nguyên lãi 10.000, cái này nguyên lỗ lại 15.000. Đấy, cam cho chị Duyên Duyên, cam cho Duyên Duyên, cho chị Phạm Thị Lệ Hoa và Duyên Duyên, cho chị Tâm Trần, Tâm Trần. Rồi ok, còn nó một bộ nữa là hết nha. Chị nào chưa có thì lên luôn những mã này, mã tặng cam luôn dùng nguyên nhé. Còn nó một bộ nữa thôi. Đồ bộ đầu tiên nghe chị. Bộ gì vậy? Cam Duyên Duyên có rồi. Bộ đầu tiên là cái gì? Xin lời cho chị Bạch Thùy Nhung lên thông tin cho em nha. Bạch Thùy Nhung lên thông tin nhé. Chưa luôn hả chị? Bạch Thùy Nhung ơi, lên thông tin đi đã nè. Bạch Thùy Nhung lên thông tin đi. Bộ đầu tiên là cái bộ nào ta? Hay là cái bộ giống Nguyên đang à, quên trong mấy cái bộ. Còn áo Nguyên lên đang sen luôn. Để Nguyên lên đang sen luôn, nhiều lắm. Áo nhiều lắm, cho trẻ mình một màu, màu gấu thì cho nó cute đã nè. Cho Nguyên lên cho trẻ mình cái gấu thì cho nó cute nè. Đồ chị cầm trong tay á. Chị Bạch Thùy Dương ơi, lên thông tin không thì chốt cho chị Thư Thái. Đấy, Thương Thu. Thương Thu chốt rồi. Chưa. Bạch Thùy Dương này Bạch Thị Duyên không có thông tin thì chốt. Chị ơi, thấy chị không comment rõ, em không dám chốt. Thì nó bộ đầu tiên em đâu có dám chốt đâu. Trời ơi, cu tên. Lấy luôn dương mã gấu xám luôn dùng em nhé. Đây đây, Bạch Thị Nhung B5, khu nhà ở xã hội. Trời ơi, lên rõ luôn dùm em, dùm em chị ơi. Khu nhà ở xã hội là ở đâu đấy? Comment mã này là mã gấu em hết nhé. Chốt mã gấu luôn dùng nguyên nè. Còn cái bộ công ty nó mình lên nốt luôn. Cái bộ mà 109 đấy. Từ từ để lên hết cái này đã Huyền. Lên luôn cho nó gọn luôn. Về nguyên chạy mã bộ công ty mới. Ok, lên luôn chung mã này là mã gấu nè. Không, chị Thư Thái không có. Chị Thư Thái ơi. Rồi lên bộ ngố. Bộ ngố giờ làm chị có người. Comment mã này là mã tặng gấu 45k, form từ 40-60 trẻ mình mang ok hết. Comment mã tặng gấu xám luôn dùng nguyên. Đẹp chưa trẻ mình nhìn chắc nè. Gấu xám 45k. Chị nào chưa có gấu comment mã gấu luôn dùng nguyên. Ở sao thấy màu xám nhiều thế. Chị nào lấy gấu xám. Ok ok chị Bạch Thùy Dương. Gấu cho Mỹ Mỹ nè. Gấu cho Mỹ Mỹ nè. Gấu từ 40-60 trẻ mình mang ok hết. Cam hết rồi chị Hương Thu ơi. Sang mã khác nhé. Sang mã khác cho em hết cái bộ cam rồi. Gấu xám cho chị Hương Thu. Gấu xám, rồi có được từng này con gấu xám và toàn bộ là cô gái. Cho Khánh Uyên, rồi còn một con gái xám thôi. Còn này là cô gái rồi. Chị nào lấy gấu, chút gấu luôn dùng nguyên một con, 45k nhé. Size 40-60 trẻ em mang ok hết. Hàng này nó co giãn nhiều lắm. Đấy, hàng này hàng có tông tàu, mịn mềm má. Rồi lên chân mã gái luôn dùng nguyên nhé. Có quần sinh nhiệt cử luôn em một cái. Ừ, chị đang hết. Thu Liên Nguyễn ơi, Nguyên đang hết rồi. Tầm khoảng ngày mốt là Nguyên về lại nhá, chắc là nợ khách nhiều lắm, mới vừa về xong lại hết lại rồi. Rồi lên luôn dùng, tại vì sao? Tại vì khách nhà Nguyên không phải là người mua một con đâu, người mua ba con, người mua bốn con đấy. Như Trường Thịnh là mua cả chục con, quần sinh nhiệt cái nên là nó rất là nhanh hết. Rồi lên luôn chung mã này là mã cô gái luôn dùng Nguyên nhá. 45k cô gái, chị nào lấy cô gái chút cho lên một con màu đen nữa, xong lên cho dễ mình mã đồ bộ. Đây một tông màu đen, cái này trẻ mình nhanh tay có từng này con. Nãy giờ không có màu đen đúng không? Giờ đây trẻ mình màu đen. Màu đen này là đen chữ theo. Toàn bộ là chữ theo màu đen hết. Ai lái theo? Cô gái cho Mỹ Mỹ. Văn Thanh sao không thấy chút đơn Nguyên? Ủa? Chị Văn Thanh có đơn không? Sao không thấy đơn của chị Văn Thanh này?
Cái nó cho Mỹ Mỹ. Chia sẻ lại dùng Nguyên nghe chị em mình, đừng Nguyên chia sẻ phát nữa nè. Dùng view kém thế. Chị nào mà xem trên hội á mà coi không được, chị em mình có thể ao ra vô trang cá nhân nhé. Nguyên có chia sẻ cái like trên bếp về trang cá nhân ấy cho chị em mình chốt nha. Chia sẻ dùng Nguyên đi chị em mình ơi. Rồi lên luôn dùng cái này. Comment mã này mã theo đen luôn dùng Nguyên nhé. Nãy giờ không có màu đen đúng không? Nhưng mà đen hẳn cái mã này là một mã theo luôn nhá. Từ 40-60 chị em mình chốt ok. Comment mã này là mã theo đen luôn dùng Nguyên nhá. Theo đen 45k xong lên chị em mình một mã công sở. Để nãy giờ chị em mình chờ công sở. Công sở lên hẳn cho chị em mình một mã công sở xịn. Cái mã 99k ấy. Mã 99k ấy. Còn đúng không? Cho Mỹ Mỹ con đen được. Rồi ai lấy đen comment đen luôn dùng Nguyên nhá. Đen cho chị Hà Phan. Đen cho Mỹ Mỹ, đen cho Hà Phan. Chị nào chưa có đen comment đen luôn dùng Nguyên nhé. Đen cho Hương Thu. Ok, đen cho Hương Thu nhá. Chị nào chưa có đen nữa lên đen luôn dùng Nguyên nhé. 45k đen, toàn bộ chữ này là chữ theo. 45k một con này quá là rẻ luôn. Chị em mình tranh thủ cái mã này, không còn được từng này con nữa là hết cái mã theo đen nhá. Ai chưa có theo đen, chút theo đen luôn dùng Nguyên. 45k. Cái này bèo cho chị Khánh Uyên cái. Chứ hai bộ tặng mẹ đó không thấy, cho chị Khánh Uyên. Cho chị Khánh Uyên. Bữa giờ không hề thấy cái đơn của chị Văn Thanh luôn. Còn áo thun cho em vài cái nữa nhiều màu trời. Phong vừa chở từ 40-60 trẻ mình mang được. Nhá, cái này nó co giãn nhiều. Trang cá nhân vào xem like tối vui à. Không. Like cái like trên bếp đi. Em chia sẻ cái like trên bếp về trang cá nhân. Được chưa? Chị nào lấy theo comment mã theo. Rồi còn Thu Thái lại còn. Rồi lên luôn cho Nguyên cái mã công sở đi. Nguyên còn xám gấu không? Chị mới vô lại cho chị Bông Nguyễn xám gấu. Bông Nguyễn xám gấu. Mô, cái mã này đâu phải là cái mã 99 đâu vậy. Mã này là chắc vi test rồi. Cái này chắc vi test thôi, lên luôn đi. 79 đi. Xe 52kg quay đầu. 52kg quay đầu. Cái này đây trẻ mình nắp 75.000. Nắp 75.000. Đấy, cái mã này nó mới đúng. Còn một màu nữa thôi à. Quần xa XL màu đen. Lên luôn dùng cái mã này, mã 75 nhá. Xe trẻ mình 52kg qua đầu, chị em chút đẹp. Comment mã tặng công sở 75. Cái này còn một con thôi. Để xong lên trẻ mình bộ áo thun. Nói chung là rất là nhiều, cái gì cũng có, các thể loại. Bộ mặt có bán không? Có nhá chị Nguyễn Nga ơi. Em sắp lên rồi. Chờ em xíu xíu nữa. Lên xong công sở này lên luôn à. Cái gì á? Đi test cho Khánh Uyên. Khánh Uyên. Cho Khánh Uyên đấy. Rồi lên chung mã này là mã xịn. Ok. Có chị ơi, em sắp lên rồi nè. Con này chắc siêu đã luôn nè. Con này là chắc công sở xịn dùng Nguyên nhá. Size này dành cho chị em mình 55kg đổ về là chị em chút đẹp. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã 99. 75 như thế. Chút mã 99 nè. Comment mã 99. Đơn em lúc chưa gửi chưa chị Thanh Liễu ơi. Nếu như chốt xong rồi lên rồi đi rồi nhé. Nguyễn Trang tối nay có đồ bé hay 26, 27 á. Đồ bé hàng chị em mình chưa mang lên này. Nhá, hàng chị em mình chưa mang lên luôn. Thằng công sở. Công sở, coi cái công sở nó còn lên nó 75k luôn đi. Rồi lên chương mã này là mã 99k nha. 4 nút cho XL à. Rồi ok, like có em chừa nhá. Like có em chừa. Con này là Nguyên nói là siêu đẹp luôn. Chị Bích Trâm Huỳnh đổi qua cái mã này mang đi. Em nói thật sự luôn. Khách nhà Nguyên nhận hàng về rồi là đặt thêm mấy con. Đem mang lên công ty mang là giới thiệu người này, giới thiệu người kia. Mang con này chắc siêu đẹp luôn. 99k. Nhưng mà hàng này là hàng công sở xịn, hàng hai biên nhá. Size là 55kg đổ về. Chốt mã này luôn cho mã 99. Không, cái này phông vừa nhá. Phông vừa nè. Cái này phông thường chứ không phải là phông rộng, không phải ống rộng đâu. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã 99 nha. 99 hàng này hàng cao cấp đấy. Chị nào lấy 99 chốt 99 nhưng mình có một cái hàng nút trước thôi. Còn toàn bộ là khóa sườn hai bên. Khóa sườn hai bên chị em mình cứ đã mua những con Vitex rồi. Về so sánh với chất của cái mã này. Đấy, đây nè, cái này có khóa sườn bên. Có cả 2XL. Chị em mình 57-58kg đổ về là chị em mình chốt đẹp. 57-58. Quần CM ấy, cái này không có CM rồi. Lật mắt hai bộ tặng mẹ. Cái mà hồi nãy có khách xã hai bộ tặng mẹ là không biết. Hồi nãy chị không lấy sớm. Rồi lên chung mã này là mã 99k nhá. Sao chị em mình 55kg qua đào và 57kg đổ về. Chốt nha. Chị Hòn đi Amon à. Có chị ơi. Có nha, chị Nguyễn Chính ơi, mang được hết. Ê, chị nào lấy cái này lên cho mã tặng 99k nhá. Nguyên còn. Hả? Ai? Sai gì?
99 á, hồi nãy con bỏ xuống bộ nguyên đan ma là 89 nghìn nhá chị ơi. 89 nghìn bộ nguyên đan ma, còn cái công sở xịn này là giá 99k. Nói chung là xứng đáng cái hàng này, hàng số người ta lên chạy mà giá rất là cao. Cái hàng hai biên này người ta chạy hàng số người ta lên rất là cao. Bèo nhất cũng phải ở mức 150-180 nghìn một con. Đấy, vì chị nghĩ, chị em mình nghĩ đi, tiền công ngay những cái con này thì chị em mình đã mua. Mai những cái con hàng đẹp này rơi vào tầm khoảng 100 rồi. Quần lên phong đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị Huệ Nguyễn nhé. Được chưa, chị nào chưa có cái này lên xuân mã này là mã 99k luôn dùng nguyên nhé. Chị Thúy Đoàn có rồi chị ơi. Em còn size này dành cho chị em mình 57-58 kg đổ về ở size 2XL. Size XL nhé, chị nào lấy 2XL, chút 2XL không còn cả màu này. 3X. Ôi 3X là size chị em mình đến 60 nè. Đây chị ơi, 60 size 3X nè. 3X đây. Chị Hoàng đi Amon lấy chốt nhanh nhé. Cái này cũng hết rồi. Chị Thúy Đoàn có rồi. Đây nè, lên luôn dùng cái này size 3X chị em mình 60kg bạn mai ok luôn dùng cái này khóa sườn 1B. Nhá, hàng này hàng cao cấp luôn. Cái này không có size M. Size M thì đổ qua cái màu kia nhá Hạnh Nguyễn ơi. Quần siêu đẹp rồi, em cảm ơn chị Khánh Uyên nhá. Chị Khánh Uyên lên lăm le cái quần này mà chị chốt. Đây nè, size M cái mã này cũng lên luôn 75k luôn nè. Chị nào lấy cái này luôn cho mã M75. Size trẻ mình 50kg quay đầu là chị em chút đẹp. Nha, comment mã này là mã M75. M75 luôn, 50kg đổ về. Cái này tặng người nhưng mà chị em số ok. Vương đang mang cái size M này đây nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã công sở 75. Chị nào lấy công sở 75, chúc công sở 75 nhé. Mời cho Hạnh Nguyễn. Cái C3XL chúc cho chị Hoàng đi Amon. 3XL hồi nãy mình thả xuống rồi. Em hết 3XL rồi chị Khánh Uyên ơi, người ta chốt rồi. Mã 75 cho chị Phạm Thị Lệ Hoa. Ôi không quen, Phạm Lệ Hoa không được, sorry. Con này 55kg quay đầu, comment mã một lúc dùng nguyên mà. À, đi Amon. Công sở 75 hết rồi cho chị Hạnh Nguyễn rồi. Cái này cũng lên lớp chị em mình 75 thì size 55, size XL nhé. Qua chị em mình giúp con. Cái này xong lên cho chị em mình mã bộ đang mang chợ siêu siêu như vậy em nè. Có chị ơi, có size L. À, anh Phương ơi. Anh Phương ơi, mai đi. Trưa mai sẽ có một mã nắng dài cho bé hàng đẹp hàng công ty luôn, nhưng mà lên cho em mình giá rẻ hơn giá hàng xưởng. Nha, hàng công ty nó sale, ôm được hàng sale công ty, chờ một xíu, chờ ngày mai đi. Đẹp lắm, cả dài cả ngắn. Rồi lên luôn nè. 60kg chị ơi, còn cái mã kia còn 3XL không? Cái mã màu nâu ấy. Mã nâu còn 3XL chị ơi. Lên luôn những mã 75k size này, size 55kg quay đầu chị em chút đẹp. 75k nốt luôn, chị nào lấy XL chút nha. Size S không có nha chị Hà Phạm ơi. Từ từ, Thu Nguyễn này 53kg này, 55kg quay đầu chút nè. Cho chị Thu Nguyễn con này đi. Thu Nguyễn con này. Ok chị có rồi. Sao không để tối sale à? Quần CL chờ một xíu nhé Tâm Võ. Cái này còn CL không? Quần 75 còn CL không? Còn. Chị đang ráng nè, đợi thun bộ à. Rồi ok, em lên hết cái này rồi em lên thun nhé. Chờ em xíu. Đây nè, cái này có 3X nè. Con này lên form bao đẹp luôn. 3X nhà mã nào nhé. Cảm ơn, mã này là mã 83X, mã này là mã 99K. Xe 3X nè. 75. Xe 3X nè, chị nào lấy 3X chút. Quần công sở sung, xe nhỏ không? Có chị ơi. Có. Nè, con này đẹp lắm luôn. Chị nào mà đi làm công sở thì không nên bỏ qua. Con này chắc quá đẹp luôn. Nó phải là mã hai biên lần tới, con sẽ làm. Đang làm cái mã này, chắc là cho cái chân váy bút chì. Chân váy bút chì để chị em mình đi làm, đi dạy. Đấy, comment mã này là mã 3X. Rồi cho nguyên cái này. CL đây nè, Tâm Võ ơi. 75k CL đây nè, Tâm Võ lấy chốt nhé. Em lên hết đống quần công sở này, lên rộng lên cho em mình bộ. Rồi nè, lên chung mã này, 75k nốt luôn. CL nè, size 52kg đổ về thôi nha, chốt từng đó thôi. Chị nào lấy 52kg đổ về chốt luôn dùng mã này. L dùng nguyên nhé, 75k. Mẫu quần có size chị không? Có chứ. Có chứ, chị nào lấy cái này lên chung mã L này. L nhá, 75k, XL chị em mình 55kg quay đầu chị em mình chút đẹp. CL chị em mình 52, XL chị em mình 55 nhá. Chị nào lấy XL chút, XL dùng nguyên này. XL dùng nguyên nhá, 75k nó. Được chưa? Chị nào lấy cái mã này lên chung mã này. Quần 75 cho chị Tâm Võ. 42 à. Màu nâu có xung để chị à. Váy liền không à? Có váy liền chị ơi. Quần nâu khi nãy à, quần nâu khi nãy có. Còn quần đùi giặt, quần đùi á, quần đùi giờ nó lộn xộn. Quần 75 cho chị Nguyễn Kính ơi, lên cho em cái size đi. Lên hẳn cái size nhá. Size M còn không? 75 còn size M không? Cái này size XL rồi, quần nâu có đó chị à. Phạm Thị Lệ Hoa, ngày mai chút đơn rồi chị báo bỏ cho chị.
quần đùi à, quần đùi sợ cũng sợ không còn ấy ấy Trinh Trinh ơi, quần đùi cũng sợ không còn đâu, quần đùi còn quần đùi riêng thôi chứ không còn đùi gì. Á à, còn cái mã đùi trắng này bán tặng cho chị em mình chọn siêu siêu, cái này size XL chị nào lấy nè, cho chị Thu Nguyễn cái size XL nữa nè, Thu Nguyễn cái này, xem Thu Nguyễn cái này rồi cho lên các size đó luôn. Chị ơi, chị Chính Nguyễn hồi nãy giờ chưa có thông tin phải không? Mã M cái này không có size M này. Không có size M. À, đây nè Huyền, chị nè. Ở trong cái ghế này nè, cái ghế đôn nè. Ok, em đây nó tung tiếp xong lên mã bộ này. Có một cái cọc quần 4 nút ấy. Hôm bữa là chừa cho khách ấy. Quần 4 nút ấy, còn ấy chừa cho chị gì hồi nãy hình đại diện tự nhiên. Bích trong hình cái. Rồi lên xuống này 52 kg quay đầu. 79. Ô quên, sau đây chị em 75.000. 75.000 nhá chị em mình ơi. Công sở bây giờ mua giá 75.000. Thế là bán tặng luôn cho chị em mình cho nó gọn kho. Nè. Như chị Tuyết Ngô mua mấy chục, ơ quên. Chị Khánh Nguyên mua mấy chục con mới được giá nè. Đấy. Đấy lên nốt luôn cho chị em mình mã này luôn. Áo hai dây nguyên đang hết rồi chị ơi. Đấy chị nào lấy cái này lên chung mã này 52 kg qua đầu, 75k nốt, chị nào chưa có thì lên nhá. Thấy? Phải không? Cũng lúc đấy. 4 nút 75k nốt luôn đây nè, cho chị Bích trong hình cái size L này. Ủa này size M rồi. Còn bộ size M XL cho chị Khánh Uyên. Hồi nãy bỏ xuống cho chị Khánh Uyên. Cái này lên xuân mã 4 nút nhưng mà mỗi size M thôi, size dẻ mình 52kg đổ về thôi nhá. 52kg đổ về thế hết rồi. 52kg đổ về, comment mã này là mã 4 nút dùng nguyên 75k nốt. Chị nào lấy 4 nút chút 4 nút luôn dùng nguyên. Comment mã 4 nút luôn dùng em nhé. Cái này lên form đẹp lắm luôn. Để con xỏ luôn cho chị em mình thử cái form này. Bóc luôn dùng em cái mã bộ ấy. Mua lên mã bộ xong rồi lên nó phun xong. Size M thôi nè. Quần size M đây chị Bảo An ơi. Đây đây mang thử luôn cho chị em mình luôn. 4 nút size M cho Hạnh Nguyễn cái này. 3XL 4 nút. Chị ơi 4 nút không có. Quên nói nhầm chị Tiết Ngô. Bây giờ thấy chị vô chị chấm chấm rồi chị em mình nhìn cái form quần. Nó đẹp lắm luôn ý. Đây chị Bích Trâm Huỳnh ơi, bao nhiêu con rồi. 52 đây, thế cho chị Bích Trâm Huỳnh cái, cho Nguyễn Hạnh cái. Với ai này? Size M đây nhá. Nguyễn Hạnh đây chị em mình nhìn form. Nguyên đang là mang hai cái quần, có cả hẳn con quần đùi ở trong á. Đây luôn cho chị em mình con này luôn, 75k nốt luôn. Nha, chị nào lấy chốt tại viện mang hai quần ở trong. Ok, chị Bích Trâm Huỳnh. Nhá, em chị em mình eo 72 đổ về là chị em chốt đẹp. Size nhỏ nhất đi. Nguyên cũng đang mang size M bình thường nha chị em mình. Cái bản bao này bản bao to. Đấy. Từ từ. Không có, còn mỗi size M thôi. Size M thôi, size nhỏ nhất rồi nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã công sở 4 nút luôn dùng nguyên nhá. 75k nó, chị nào chưa có thì lay. Còn cho lên cái mã bộ ấy luôn. Quần này eo bao nhiêu thì mặc được em chị ơi? Eo cái này eo 72 đổ về là mang được đấy. Eo 72 đổ về là mang ok. Thực ra chị nào chưa có 4 nút chút 4 nút luôn dùng nguyên này. Cho Hà Phan cái 4 nút này. Hà Phan cái 4 nút, Hạnh Nguyễn cái 4 nút này. Thấy chưa? Hà Phan cái này. Hà Phan cái. Còn không? Cái cho chị Ngọc Huyền cái nữa lấy. Nè Hà Phan này, Hạnh Nguyễn này. Cho chị Ngọc Huyền cái nữa hết 4 nút nhé. Bao đẹp luôn cho chị em mình luôn. Rồi, lên cho em mình mã bộ này. Bộ đây này. Rồi lên luôn những này còn có bộ thôi này. Mã này là mã 89k nhé. Khách nhà chị eo bự không ạ? Bự là bự bao nhiêu? Cái nào cũng bóc 3XL. Nguyên một riêng có chỉ có một cái 3XL. Không khớp à? Cái này toàn bộ, cái này đợt sau là bấm khớp hết đấy. Đợt đầu nó bên nào mới phản ánh rồi. Trời ơi, cái này còn đúng bộ này. Ai? Ai lát chút nhanh tay. Comment mã này là mã theo nhé. 89.000 size từ 40-60 chị em mình mang ok hết. Tại vì cái này là hàng giả này. Chị em mình nhìn nè. View kém thế, chị em mình cố gắng mới có 9 giờ mấy mà có 40 mấy view ở trên bếp của ta. Chia sẻ mạnh tay ta. Có cái gì cho con bán tặng cọc thì. Cái gì áo thun gì nhiều ấy, cho con bán tặng. Ok, cho chị Phạm Thị Lệ Hoa bộ này. Phạm Thị Lệ Hoa bộ này. Ok nhá. 40-60 chị em mình mang ok hết. Để con chia sẻ phát nữa. Từ từ còn nhiều mã bộ chưa? Còn nhiều mã bộ. Bộ Nguyên đang mang cũng 89k luôn. Lên luôn chương mã này mã LV tím luôn dùng Nguyên nhé. LV tím 89k. Không dám chia sẻ nhiều.
cậu thì tham gia nhiều nhưng mà nguyên sợ khóa luôn cái tính năng like ấy. Rồi nè, lên luôn dưỡng mã này là mã đen nhá. Đen, riêng lẫn chắc sợ em không có. Chị ơi, mai đi hề. Mai đi rồi em lên luôn cho chị em mình đồ bé đi. Cho nó like nào cho nó ra like đó luôn. Hẳn một cái like đồ bé luôn cho nó sướng. Rồi chốt tiếp luôn dùng cái mã này. Comment mã này mã toàn bộ chị em mình nhìn. Toàn bộ là theo hết nhá. Không in không dán nhá. Đây này. Chị nào lấy cái này lên xương mã này là mã đen luôn dùng nguyên đi. Theo đen dùng nguyên nhá. 89.000. Theo đen 89. Lên áo tiếp rồi, ok em sắp lên rồi. Đây để lên cái này để cho chị em mình mua lên đan sen luôn. Để chị em mình cái nào chị em mình chốt được nhá. Chị nào lấy cái này bồ đen đó mặc bao phê luôn đó. Rồi em cảm ơn chị Phạm Thị Lệ Hoa. Chị cũng mấy bộ rồi. Comment mã này lên xuống mã này là mã theo đen luôn dùng nguyên nhá. 89k một bộ nhá. Chị nào lấy chốt comment mã theo đen luôn dùng nguyên một bộ theo đen. Có quần tay chị ơi, em mới vừa lên quần tay xong. Chị nào lấy theo đen comment theo đen luôn dùng nguyên nè. Theo đen 89. Ồ cái này đây đây cho chị hồi nãy chị gì ta? Chị Hồng gì đó ở trên hội này. Cho chị đây còn bộ này. Cho chị Nguyễn Hoàng Diệp. Nguyễn Hoàng Diệp được một bộ chị nhá. Nguyễn Hoàng Diệp được một bộ. Rồi tiếp luôn dùng cái này còn sót một bộ, cái này là quần lửng. Chị Nguyễn Hoàng Diệp được một bộ nha. Rồi lên luôn dùng cái này, quần này là quần lỡ nhá. Quần lỡ. Size trẻ mình 52 kg quay đầu thôi. Cái này 52kg quay đầu xây nhỏ rồi đây này chị Trương Thỏa này. Xây mờ nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã lỡ dùng nguyên nè. 89k nốt nè, chắc đã luôn. Ai lấy lỡ chốt lỡ 89k này còn được một bộ. Chị nào lấy lỡ lên lỡ nhá. Ngọc Văn này, cho Ngọc Văn này. Cho chị cho Ngọc Văn bộ đen. Cho Ngọc Văn bộ đen. Ủa đâu cái này là bộ cái này xếp rồi. Cái này quần dài rồi. Caro hết nhá, cho lên tiếp cái gì. Rồi lên chung mã này mã gấu. Lỡ người ta chốt rồi chị ơi. Lỡ người ta chốt rồi. Comment mã này là lên luôn dùng mã gấu. Gấu này là 52 cao 55 nhá. Gấu này là 52 và cao 55 luôn dùng nguyên rồi chốt là ok. Chị nào lấy gấu chốt gấu nè. Trời ơi chị em mình quay cận luôn chị em mình nhìn con gấu. 52 và cao 55. Đây nè. Chứ không phải là in không phải là ấy nha. Nè. Toàn bộ là in à, cái này theo nổi hình con gấu này lên luôn. Nhá chị nào lấy cái này. Bộ bé trai lên trưa 2 tối hả? À, trưa mai đi, trưa mai em lên nhé. Biết, từ từ không biết gì mà mua. Đọc mã rõ giùm em. Chị ơi, em đã chốt cho chị có cái mã đó rồi. Vì hàng cái này có thứ cái à. Cho chị Phạm Thị Lệ Hoa gấu nè. Chị nào lấy gấu chút gấu. Gấu còn không cho chị Trương Thỏa cái này 52kg quay đầu không chị ơi. 52 chị nào cao 55. Con áo thì là vô tư mang được. Nhưng mà con quần này nó không có giãn nhiều. Nên là chốt lấy 52 thôi. Cho chị Trương Thỏa cái gấu này. Rồi nhá, được hai con gấu thôi. Rồi lên luôn những mã này là mã G trắng đi. G trắng này toàn bộ theo 40-60 chị em mình mang ok. Chốt hết nha. Còn không? Cho chị Quỳnh Như Trần con. Quỳnh Như Trần con gấu. Chị nào chưa có gấu, chốt gấu luôn dùng nguyên nhá. Lỡ hết chị Hồng Phụng ơi. Em được theo đen không? Không chị ơi. Quần đùi vải thun. Đúng rồi chị ơi, cái này toàn bộ là quần vải thun hết. Còn cái vải sọc đấy là cái vải thô. Còn những con này toàn bộ là vải thun nè. Vải thun thì chị em mình 60kg thì chị em mình phẳng mau ok. Em kéo chị em mình xem nè. Nhá, lên luôn dựng mã này là mã GC luôn dùng nguyên nè. Chị ơi 89.000 nha chị Khánh Uyên ơi. 89.000 nhá, lỡ nguyên hết rồi. Chị nào lấy cái này lên cho mã GC trắng luôn dùng nguyên. Chút mã GC luôn dùng nguyên. Có GC trắng và GC đen 89.000, cái này là gọi là đợt hàng cuối cùng rồi. Mình không có hàng về nữa đâu. Nên là chị em mình tranh thủ. Đấy, chị nào lấy cái này toàn bộ là chữ theo hết. Hàng này là hàng có tông tàu, co giãn vô tư thoải mái chị em mình từ 40-60 thì em mình mang được nhé. Ai lấy cái mã này lên chung mã GC luôn dùng nguyên nhé. GC 89.000 đều nhất chị em mình sẽ mua được cái này tầm phải rơi vào giá tầm khoảng 150.000 bộ. Vì hàng này người ta đi xỉ vừa đã 125.000 rồi. Cái này ôm được hàng sale thôi. Đấy chị nào lấy cái này lên chung mã GC trắng và GC đen, cái này có hai tông màu. Nhá chị nào chưa có GC comment mã GC luôn dùng nguyên. GC nhá. Gáo còn để cho chị Khánh Uyên bộ. Ok chị Khánh Uy. GC trắng và GC đen với giá 89.000. Được chưa? Chị nào chưa có gấu comment gấu luôn dùng nguyên nè. Có cả gấu đen để lên cho em gấu đen. GC nhá, chị nào chưa có GC comment GC. Gấu, còn gấu đen size 52kg đổ về là chị em chút đẹp còn một con. 52kg đổ về nhá. Comment mã này là mã gấu đen luôn dùng nguyên nè.
Ai chưa có gấu đen, chị nào xem live trên hội chấm tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu nhé. Đây nè, còn một con gấu đen thôi. Ai lấy gấu đen comment mã gấu đen luôn dùng nguyên nhé. 89.000 gấu đen, size 52 kg, qua đào là chút đẹp. Đẹp không? Đấy, bao phê. Chị nào chưa có gấu comment gấu luôn dùng nguyên nhé. Còn mỗi gấu đen. Đấy, ai chưa có gấu đen chút gấu đen luôn dùng nguyên. Nguyên đổi gấu đen cho bác chị ơi, chị chốt chuẩn đi, chị trưng thỏa cái chút chị chốt rồi xong chị đổi em mệt lắm luôn ấy. Chị em mình chốt chuẩn qua dùng nguyên nha. Chứ còn giờ chị chốt cái mã này cái xong chập nữa cái mã khác đẹp hơn chị cứ đổi như thế làm sao mà ai đổi được. Chị xem like ở đâu cũng như thế thôi. Rồi lên chung mã, ôi mà đắt. Đắt quần này giống như là quần ngố ấy. Để mang đẹp là chị em mình 52, chị nào cao 55. Chị em mình nhìn cái độ co giãn của nó này. Comment mã tặng đắt đen nhá cho chị Nguyễn Diệp, Nguyễn Hoàng Diệp. Đen cho Nguyễn Hoàng Diệp. Hết cháu nhé. Chị em mình chốt chuẩn vô dùng nguyên, còn không là chị em mình từ từ đã chốt. Từ từ đã chốt. Chứ còn chốt xong chị em mình lại đổi mệt lắm. Chị cái gì đấy cho chị Phạm Thị Lệ Hoa nhé. Ok này. Phạm Thị Lệ Hoa đáp đúng không? Lên rõ giùm em, mã này lên xuống mã đáp đen. Quần này dạng quần ngố, cái này lên bao đẹp luôn, đáp này. Đáp cho chị Quỳnh Như Trần cái nữa hết đáp đen. Ok này. Rồi lên xuống mã này là mã đáp trắng có hai cái thôi. Đáp này cũng còn có hai bộ thôi. Trong gấp là mình hết luôn rồi. Comment mã này là mã đáp trắng cho nguyên hai bộ đáp trắng này. Áo trắng và quần đen dạng quần ngố, cái này có up lên trang cá nhân là chị em mình thấy rồi. Mã này up lên trang cá nhân chị em mình thấy rồi, 52, cao 55. Vậy cái này thật sự 60 kg mà chị em mình mang ôm được, mang ok hết tại vì quần nó giãn. Này chị em mình nhìn độ co giãn của nó này. Hàng tàu nhá. Đấy, chốt mã này luôn chung mã đát trắng cho Phương Phan cái đát trắng. Còn một đát trắng, chị nào lấy đát trắng chốt đát trắng luôn dùng nguyên nhá. Comment đát trắng luôn dùng nguyên. Còn mỗi trắng các chị nào chưa có chốt nha. Còn mỗi một bộ đát trắng. Ok chị Phương Phan có rồi. Phương Phan trên hội, Phương Phan này là Phương Phan cho chị Nguyễn Diệp Hòa. Chị Phương Phan ơi, khách quen nhưng mà lên cho em cái số điện thoại, tại vì khách nhà em mấy người Phương Phan luôn. Chị ơi 89k, nãy giờ em lên cùng một giá mà. Em lên cùng một giá hết. Cho chị cái này cho chị Nguyễn Diệp Hòa nữa hết đắt. Hết đắt. Rồi lên xuống mã này mã LV, LV đang còn được một con với nguyên mang nữa là hai con. Comment mã LVI bộ nguyên đang mang này. Chị nào lấy LV chốt 89k bộ nhá. LV, ok. Đi cái số điện thoại của chị Phương Phan lại. Tại vì là khách quen nhưng mà hai ba khách Phương Phan đấy. Trên bếp ấy, 0935 ghi đi. Đây nè. Cái máy in hết, đi hết đấy rồi đúng không? 0935 290552. Rồi lên chung mã này mã LV dùng em nhé. Ê con đang mang 40-60 chị em mình mang đẹp. Comment mã này là mã LV tím luôn dùng em nhé. 89k LV. Chị nào chưa có LV chút LV luôn dùng em. Ôi đấy bộ ngố kìa bộ, không phải bộ lỡ kia. Đấy lỡ đây. Chị nào lấy LV comment đấy. Lỡ đây này hồi nãy giờ bao nhiêu chị chút lỡ không được. Lỡ này sai gì đây. Xin mờ xe 52 nhá. Đây hồi nãy chị nào chưa có lỡ comment lại lỡ dùng nguyên này. Lỡ 52 nhá chị em mình ơi. Lỡ 52 ký quay đầu. Đắt trắng em hết nhá chị Duy Thanh ơi. Comment mã lỡ này toàn bộ cái này là theo hết. Chị nào chưa có lỡ comment lỡ luôn dùng nguyên nhá. Lỡ nguyên lên luôn cho chị em mình là 89.000 lỡ xe 52 ký quay đầu chị em mình chúc đẹp. Lúc nãy chị nào chưa có lỡ cho chị Phạm Thị Lệ Hoa chúc lỡ này. Lỡ cho chị Ngọc Huyền một cái lỡ này. Lỡ này. Rồi này còn một lỡ thôi, chị nào lấy lỡ chút lỡ luôn dùng nguyên nhé. Phạm Thị Lệ Hoa và Ngọc Hiền xây 52 kg qua đầu cho cái này xây mờ nhé. Chị nào chưa có lỡ comment lỡ luôn dùng nguyên 89.000. Lỡ 55 kg không vừa chở 52 kg qua đầu xây mờ. Cao thì 55 kg vẫn ok. Nếu chị mua cho bé là mang được đấy. Chị Khánh Uyên ơi, nếu mua cho bé là mang được đấy. Bé cao, bé người chị cao. 55 kg là ok. Nhá xây mờ đấy. Chị nào lấy lỡ comment lỡ luôn dùng nguyên. Trời ơi. Cái này để nguyên đi. Này áo crop top nè. Chân váy nè. Cá cổ nè. Cái này chị nào không lấy thì nguyên chút nhá. Cái này có một xác thôi. Co giãn vô tư thoải mái xem mờ luôn. Thôi để cho nguyên đi. Chị nào không lấy thì nguyên lấy nhá. 52kg quay đầu để là cây dành với khách. Xem mờ nha. Đây nè. Áo giãn áo lửng như thế này. Nguyên cả một xác. Xây mờ nhá, chị nào lấy cái này lên chung mã set 89k luôn dùng nguyên này. Set 89 nè. Ai? Phạm Thị Lệ Hoa. Rồi ok, Phạm Thị Lệ Hoa. À mua cho khách à? Không, cái này xây mờ rồi. Xây mờ rồi. Rồi ok. Nhiều khách đấy nha. Rồi, rồi lên luôn những mã này là mã theo đen.
gấu đen đi chị em mình ơi. Chốt mã gấu đen nha. Đây này chị Phạm Thị để hoa lái thay mã này đi. Chốt này còn được hai bộ này nữa hết nè. Hai bộ này nữa là hết nè. Chị nào lấy gấu đen à, còn mã gấu nó trong đây luôn đi, 52 kg qua đào chút. Comment mã này lên chốt mã gấu đen luôn dùng nguyên nhá. Size thì từ 40 đến 60 kg là chị em mình chốt ok hết cái này. Đấy, chị nào chưa có cái mã này comment mã gấu đen luôn dùng nguyên bao đẹp. 89.000 gấu đen nguyên còn được hai bộ gấu đen là hết, toàn bộ là hàng tàu nhé. Tương tác lên dùng nguyên tí xíu nha chị em mình ơi. Chị em mình xem like thả tim thả like đi dùng nguyên với. Chia sẻ nhá. Rồi nè. Lời với tiếng cho ai? Chốt mã này lên chung mã gấu tím luôn dùng nguyên nè. Gấu tím nhé. Lỡ hết rồi. À lỡ cho chị Hoa Huỳnh cái. Lỡ cho chị Hoa Huỳnh. Hoa Huỳnh. Hoa Huỳnh là lúc chiều đi đơn rồi đúng không? Đen nhiều quá hả? Nhưng mà màu đen nó đẹp. Đợi áo xong hết rồi đây. Lên áo giờ đây. Từ từ chờ xíu xíu, xíu nữa là lên áo. Còn hai cái mã gấu này chị nào lấy gấu chút gấu luôn dùng nguyên nè. Rồi nót hai bộ này nữa là hết. Nót hai bộ này. Cái này 52 kg quay đầu thôi. 52 kg quay đầu cái mã này. Quần caro này. Cái này xinh nè. Đen như mã này xinh lắm chị nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã caro luôn dùng nguyên đi. Caro nhá. Gấu đen luôn Phạm Thị Lệ Hoa. Đẹp mà hết rồi, tranh thủ mua đi. Mua mà để dành mà mang. Mua rồi biết chắc rồi. Lan xăng gì nữa. Comment mã này lên luôn dùng mã này là mã caro luôn dùng nguyên nhá. Nguyên lên luôn cho dễ mình mã caro này với giá 89.000 rồi hai bộ thôi. Thay mở chị em mình 52 kg qua rồi chị em chốt ok cái này. Nhá, chị nào lấy caro chút caro luôn dùng nguyên. Caro được hai bộ. Caro giá 89.000 caro, caro này xinh nè. 52 kg qua đầu chị em mình chốt đẹp. Thôi để đây. Rồi lên luôn những này, cái này còn xét. À cái này chưa cho ai ta? Chưa cho ai? Nhật Nguyệt ấy. Nhật Nguyệt được hai bộ, ba bộ ấy đây. Nhật Nguyệt đặt hàng rồi nhận hàng cái bộ này đặt thêm. Cho Nhật Nguyệt cái bộ này luôn đi. Nhật Nguyệt dặn rồi. Ok nè. Rồi nha, tiếp luôn cho chị em mình áo thun nè. Lên luôn cho chị em mình áo thun nha. Thun Thái hè, lên Thun Thái nhé. Rồi thế thôi về đi, về được rồi đấy. Gấu đen với caro à cho chị Hương Hà. Gấu đen với caro cho chị Hương Hà. Về được rồi đấy, về rồi co tiếp. Về rồi chốt tiếp. Thế cái giờ trưa sao online lại không đặt. Hồng người ta chốt rồi, hồng người ta dặn rồi chị ơi. Còn lên cho em Thông Thái nhá, chấm tương tác lên luôn dùng nguyên. Ok, bye bye chị Phạm Thị Lệ Hoa. Có cái mấy cái bộ caro nó kìa, caro nó cho lên bán tặng luôn, caro đùi. Bye bye. Hai bộ CM thôi à, SM à. Ok. Lên luôn những này, cái này đang lên 89k, lên nó luôn chị em mình 79k CM. 79k luôn, CM sao chị em mình 52 kg quay đầu. Bộ này lên xinh lắm, cái này có up lên trang cá nhân á chị em mình nè. Thế mà hôm bữa khách hỏi ông bảo một CM hết. Ở CM hết. Comment mã này lên chung mã caro. Ok chị Hương Hà nè. Mai nhà em chốt đơn nha chị Hương Hà nhá. Chốt mã này lên luôn dùng nguyên, mã này là mã thằng caro luôn dùng nguyên nhá. Hai bộ, một bộ màu đen, một bộ màu vàng. Cái này chị em mình thích nếu như mà gọi là bánh bèo xíu chị em mình để cái nơ này, không chị em mình cắt hẳn cái nơ ra cũng được. Nguyên là cắt cái nơ ra rồi. Hoa Quỳnh được một bộ lớn. Lên luôn những mã này là mã tặng caro luôn, 79k nốt luôn. Cái này có up lên trang cá nhân rồi. Một bộ màu đen, một bộ màu vàng CM nhá. Đấy, chị nào lấy caro chút caro luôn dùng nguyên. 79k gọn luôn. Cái này là chắc của nó là dòng đuổi nhá. Đuổi, chị nào lấy caro chút caro và còn toàn bộ là cái này CL chị em mình 57 kg quay đầu. Còn màu tím và màu cam. Tím và cam cho cái bộ này. Đây nè, mở ra nốt luôn cho chị em mình luôn nhé. Cho hẳn lên bộ rộng lên cho chị em mình áo thun. Lên luôn cho chị em mình áo thun nha. À, chị Hoa Quỳnh có rồi, chị Hoa Quỳnh ơi. Chị Hoa Quỳnh có được một bộ rồi đấy. Rồi tiếp luôn những cái mã này. Comment mã này là mã tím, 79k gọn luôn nè. 79k size chị em mình 57 kg qua đầu. Chị em mình chốt đẹp, cái này có up lên cho cá nhân rồi. Đấy, chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên, mã này là mã tím và tím và cam thôi. Xây lờ nhá. Rồi cho lên áo thun. Cho nguyên cái cặp thì nhiều bán tặng phát thì. Cho lên cái chị nào chia sẻ chút nhé. Cho lên cái màu xanh. Đây nè, đây nè. Màu xanh đi. Xanh cô gái cũng được. Cho cô gái. Bán tặng cho chị em mình một cặp này nhá. Ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Lỗ phát nhá. Lỗ phát nha. 45 đúng không? 45 đúng không? Lỗ phát nhé.
Rồi lên xuống mã này là mã gái xanh đi. Một cọc này thôi, bán tặng đúng một cọc này thôi nhá. Lên luôn dùng mã này là mã tặng gái xanh. Sao trẻ mình từ 40 60 trẻ mình cho ok. Comment mã này là mã tặng 30. Chúc mã 39 đi. 39.000. 39.000 đi. Comment mã 39.000 cả tiền vận chuyển là lỗ 2.000. Rồi lên xuống mã này. Comment mã này là mã gái xanh luôn dùng đi nhé, 39.000. Con này toàn bộ là hàng cotton đẹp hết. Nha, nhớ luôn dùng coi giảm 4 chiều và trẻ mình từ 40 đến 60 kg là trẻ mình vẫn mau ok những con này. Comment mã này là mã 39.000 cho chị Bông Nguyễn cái này. Bông Nguyễn cái này. Nguyễn Thị Bích Thiệp cái này. Rồi nhá, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên cho chị Ngọc Thảo Nguyễn. Đẹp lắm nha chị em mình cứ yên tâm. Gái hết phải không? Gái có hai kiểu gái nhá. Thôi chị em mình chúc đại. Chúc đại nhá. Cho chị Ngọc Thảo Nguyễn chưa? Cho chị Lê Hòa. Lê Hòa. Cho chị Nguyễn Hoàng Diệp. Nguyễn Hoàng Diệp. Cho chị Hà Phan. Hà Phan. Phương Lê. Phương Lê. Trương Thảo. À Trương Thỏa. Trương Thỏa nhá, không phải Trương Thảo nhé. Trương Thỏa. Khánh Uyên. Mùa chim én bay. Và Lon Trần hết. Lon Trần hết. Lon Trần hết nhé. Hết gái xanh. Lon Trần hết gái xanh. Lon Trần hết gái xanh. Bán tặng cho chị em mình cọc này để cho chị em mình trải nghiệm cái mã thun thái trong một cọc cho chị em mình không chọn mà. Để đợt sau, những cái đợt sau mà Nguyên có về thun thái ấy, thì là chị em mình cứ vô chốt thôi nha. Cái này chắc là chị em mình lên một cọc rồi. Lên cho em mình cọc này đi. Hết xanh 39 nhá. Em hết xanh 39 nhá. Hết xanh 39 nhá chị Phương Ly ơi. Gọi là ôi view kém thế, có 30 mấy view, chia sẻ lại dùng nguyên tí xíu chị em mình ơi. Chia sẻ lại luôn dùng nguyên xíu, gái xanh anh hết rồi. Nha, từ từ cứ like qua lại tặng thêm cho chị em mình một cọc nữa. Cái này ấy là từ từ cho chị cái khóc. Cho chị cái xanh khác với không chị ở hết rồi. Thấy chị Mỹ Mỹ rồi, thấy Mỹ Mỹ rồi. Cái này là thun thái này, đang lên chị em mình 49k. Nhưng mà cái này cũng sẽ bán tặng cho chị em mình đúng một cọc này thôi. Đúng một cọc này chắc là nha, nếu như là chị em mình không chọn màu đi. Có cả cái màu hồng đậm này tiếc quá. Màu đậm hồng đậm này bán tặng tiếc quá. Nó dày dày mo luôn, chắc bao đã luôn. Ở riêng hai con đó ra. Nha. Nhưng mà gọi là bán tặng để chị em mình được sau mà cứ chị em mình thấy Nguyên lên thun thái là chị em mình về biết chắc của nó như thế nào. Mà chị em mình chốt. Riêng cái này là hàng thun thái thì bao cho chị em mình về chắc và cả bao cho em về giá. Vì là người ta vẫn chạy luôn cho chị em mình là người ta chạy cho em 89.000. Bộ em đang mang còn đấy chị, chị lúc kia lúc kia chị lấy chút đi. 89.000. Rồi lên luôn chương mã này. Tặng nhá. Thun thái nhá. 45k đi. Comment mã 45k đi. 45k nhá. Comment mã 45k đen, 45k vàng. Đen 45k vàng, cái đen với xanh đen nó lộn xộn trong này. Để cho chị em mình trải nghiệm cái mã. Hello chị Mai Thủy nè. Ok, đây nè. Cho Mỹ Mỹ hai cái nè. Mỹ Mỹ hai cái nè. 45k nhé, 45k. Chị nào lấy cái này? Gái trắng 45 á, gái trắng Đặng Thị Ánh Nguyệt, gái trắng ở đâu rồi nè. Đây nè, gái trắng 45 cho chị Đặng Thị Ánh Nguyệt ở trên hội nè. Đặng Thị Ánh Nguyệt trên hội. Rồi lên xuống mã nè, 45k vàng và 45k đen. Ok, chị Anh Lai Lương cho chị Bông Nguyễn nè. À, Bông Nguyễn một cái nè, Bông Nguyễn một cái. Hồng đâu có, không có. À, vàng em hết, vàng hết. Còn đen với xanh đen cho chị Mai Mai Anh Lê. Thun thái mua nhiều rồi mà em. Không chị ơi, dành cho gái trắng. Gái trắng 45. Để những chị mà chưa bao giờ mua được. Gái trắng 45. Gái xanh em hết. Gái trắng nó 45k. Đó cho ai? Cho Mỹ Mỹ. Ok cho Mỹ Mỹ. Rồi nhá, chị nào chưa có là lên. Thun thái nhiều, mua nhiều rồi chắc như thế nào. Xanh đen cho chị mùa chim én bay. Mùa chim én bay. Xanh đen với đen. À, chắc như thế nào? Có sướng không? Có rẻ không? Chứ biết là mua nhiều mà quan trọng là đẹp hay không, rẻ hay không thôi. Màu xanh đen và màu đen. Cái này 40-60 trẻ mình mang được nhá. Chốt mã này lên chung đen và xanh đen thôi. 45k. Chị nào lấy đen chút đen và chị nào lấy xanh đen chút xanh đen luôn được nhá. 45k một con. Đây còn được từng này con nó nhá. Đây luôn chị em mình 45k. Gái xanh lúc em hết rồi. Cái hồng đôi xuống. Thôi bỏ cho Mỹ Mỹ cái hồng nữa đi. Bỏ cho Mỹ Mỹ cái hồng luôn đi. Xanh đen cho Vi Trần. Có chị ơi, có màu đỏ cái mã này em đang trẻ mình 49.000. Màu lon nữa mới đẹp nè. Ôi có mã trứng vàng. Từ từ. Màu đỏ đó chị ơi. Cái hồng rồi ok.
Tại vì cái hồng nó nguyên tiết, ba muốn làm nguyên tiết quá. Cái hồng là chắc chắc nó rất sướng luôn, nặng tay lắm luôn ấy. Rồi nè, lên luôn cho trẻ mình ở trên hội nó đứng rồi. Trên hội đứng rồi, chấm trên hội lên cái gì. Không thấy nói năng gì rồi, thấy Nguyên ngồi đơ rồi. Ngồi đơ như tượng rồi. Ở trên hội là ao ra vô lại thế này. Ao ra ra trên hội vô lại thế này. Được 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 được. Rồi lên luôn những cái mã này. Ok lắm mà, mặt cứng lắm. Rồi em cảm ơn nha. Rồi lên luôn những này, hồi nãy mới tia thấy một con trứng vàng. Có Phương Bi ơi, hồng 49.000 đi. Rồi lên cho mã trứng vàng 49.000. Trung Thái nha. Comment mã này lên luôn dùng nguyên mã này. Trung Thái cũng sắp hết rồi nè. Đây một cặp này tầm khoảng 15 cái nữa là nguyên hết Trung Thái rồi. Nên là chị nè, ở trên hội bị đứng luôn rồi. Tắt luôn rồi à? Không phải tắt mà là như thế này nè. Đứng như mẹ Nhu rồi. Hàng chi khách ao hết ra đúng rồi. Vàng cho chị Mỹ Mỹ nè. À đúng rồi, khách ao ra. Chị nào mà còn xem like chắc là tắt luôn cái like trên hội đi. Còn xem like trên hội không thể coi được nữa rồi. Thì là vào trang cá nhân dùng Nguyên. Rồi lên cho mã hưu vàng 49. Hưu vàng 49. Nè, chắc nè. Hết rồi đấy, còn tầm khoảng 30 con nữa là hết. Thì trong cái ghế để lên đây để cái chân cho đây. Ok, ok cho Phương Bi. Chân để cái ghế này để cắt lên cho nó. Cái ghế nhôm mới hiện. Đây nè, chưa đây nè. Rồi ở trên hộ cắt luôn cái like trên hộ nhé. Bị đứng đơ luôn rồi. Đứng như mẹ Nhu rồi. Cắt luôn đi cho rồi chứ để làm chi nè. Tắt cũng không được luôn, đứng đơ luôn không tắt được luôn. Rồi lên chân mã hưu vàng luôn dùng đi nhé. Tranh thủ chốt đi. Mỹ Mỹ ơi, cái này mà đem lên công ty bán này thôi luôn, người ta sợ chắc. Vàng thôi bay nhé, vàng trắng đen là gì. Cái gì đây? Rồi lên chân mã hưu vàng. Cái hồng hết rồi chị ơi. Comment mã là mã hưu vàng luôn dùng đi nhé. 49k hưu vàng. Chị nào chưa có hưu vàng chốt hưu vàng luôn dùng đi. Hưu vàng. Rồi lên chân mã này. 20 cái luôn rồi. Nghe, chẳng lẽ mua nữa à? Bấm lộn à? Kệ chị, chắc này mang sướng mà. Để dành mang tới Tết vẫn sướng đúng không? Về Tết trẻ mình mang chân váy nè. Tết trẻ mình thấy đợt Tết thì có khi nào mà có thun đẹp như thế này đâu. Thun không có mà bán. Đấy, vàng 49 đó chị Hương Thu ơi. Vàng 49 cho chị Hương Thu nha. Không phải 45 đâu. Rồi lên luôn những mã này, mã lon dùng đi nhé. Đây chị nào lúc nãy hỏi đỏ. Chị em mình thấy không, đợt Tết là không có những cái mã thun đẹp này để bán. Mà chị em mình những cái mã này chị em mình mang quanh năm suốt tháng có khi nào nó bị lỗi đâu. Mang năm nào năm mang không được. Comment mã lon à. Mã lon này bao ngầu nhé. Chị nào lấy cái này lên cho mã lon đỏ luôn dùng nguyên nhé. Chắc bao phê. Riêng cái mã lon này là mã mới của áo thun Thái này. Mọi khi là không có cái mã lon này này. Rồi lên cho mã lon. Lon cho Mỹ Mỹ cái 49.000 lon nhé. Chị nào chưa có lon chút lon luôn dùng nguyên này. Comment mã lon 49 thôi là chắc là thôi phát. Hay là phát lại thêm cái người ta. Phát thêm cái trên hộ nữa này. Chắc là thêm xíu nè. Lon cho Khánh Uyên, chờ Nguyên xíu rồi siêu nhá. Phát thêm xíu chứ ở đây bên đây view chán quá. Lon cho Ngọc Lan. Rồi nè, chị nào lấy mã lon nữa thì chốt lon luôn dùng Nguyên nhé. Thun Thái mặt đẹp lắm. Rồi em cảm ơn chị Anh Lai Lương nè. Rồi nè, chị nào chưa có lon đỏ, chốt lon đỏ luôn dùng Nguyên nhé. 49k. Comment mã lon đỏ, còn nó 3 cái lon đỏ nữa là hết rồi. 3 cái lon đỏ cuối cùng nhé. Chị nào chưa có lon đỏ, comment mã lon đỏ luôn dùng Nguyên. Chốt mã lon đỏ, 49k lon đỏ. Nè, đẹp lắm luôn. Nguyên này nguyên 2 con rồi. Một màu xanh, một màu đỏ. Một xanh một đỏ rồi, giờ thì hết sạch xanh 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 nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã lon luôn dùng bên bên này, chấm chấm tương tác lên luôn dùng tí xíu nữa chị em mình nữa. Chị nào lấy lon chút lon còn được 3 con lon nhá, 3 con lon. Rồi lên chung mã này là mã hồng 49, hình hồng đi. Chị nào lấy hình hồng comment mã hình hồng 49k luôn dùng nguyên nhá. Bên này chưa được rồi, chưa được chưa được chưa lên. Ôi mới có 10 giờ mà view kém thế ta. Hồng cho Mỹ Mỹ. Đây, hồng cho Mỹ Mỹ nè.
hồng cho Nguyễn Trâm, hồng cho Mỹ Mỹ, hồng cho Nguyễn Trâm. Rồi nàng chị nào lấy hồng thì chút hồng nhé, còn một con màu hồng thôi. Còn một con hồng này 49k nhé. Form này chị em mình từ 40-60 chị em mình mang ok. Comment mã hồng 49, chị nào lấy hồng 49 chút hồng 49 luôn dùng nguyên. Hồng 49 nè. Rồi lấy hồng đậm luôn dùng nguyên. Con hồng đậm luôn là con xứng nhất. Nặng trịch tay luôn. Comment mã đậm luôn dùng nguyên nhé. Một hồng một vàng cho Hương Thu. Hồng con hồi nãy, Hương Thu nãy vàng rồi. Hồng luôn. Ok chị Hương Thu. Đồ bộ sắc nách đi chị ơi, Nguyên không có nha chị Bạch Thùy Nhung ơi. Cho Mỹ Mỹ hồng đậm này. Bạch Thùy Nhung Nguyên không có. Giờ Nguyên không có sắc nách nha. Trên hộ lên rồi đấy, trên hộ phát rồi đấy. Hồng đậm cho ai đấy? Hồng đậm. Hồng đậm cho Mỹ Mỹ. Hồng đậm cho Mỹ Mỹ. Ở trên hội coi mà không được. Coi mà không comment được. Từng ngồi comment đó đó. Được không? Sao Nguyên Vương coi không được? Vương không được. Không đậm em hết. Không giờ không lên đầm nhé. Rồi lên chân mã này là mã hươu đỏ. Hươu đỏ nhé. Hươu đỏ 49.000 hươu đỏ nè. Chị nào lấy hươu đỏ comment hươu đỏ luôn dùm Nguyên. Hươu đỏ 49.000 nhá. Chị nào lấy hươu đỏ comment mã hươu đỏ 49 nè. Hưu đỏ 49, cái thun mà thun 45 nó mình còn cọc màu kia nữa. Chúng ta cọc màu đỏ đi. Rồi lên chân mã này là mã hình đen. Hình đen luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy hình đen comment mã hình đen luôn dùng Nguyên. Toàn bộ thun thái nhé. Chị nào lấy hình đen chút. Chị ơi chị chốt chuẩn luôn dùm em đi chị ơi. Tùy hàng nạn thứ có cái mà giá luôn lên luôn chị em mình là giá bao rẻ rồi. Nên là chị em mình cố gắng chốt chuẩn luôn dùng Nguyên nhé. Rồi lên chân mã này mã tặng theo 39k. Tặng nha, chốt cho chị nào chia sẻ. Chị em mình cứ chia sẻ lại luôn dùng Nguyên nhá. Cái này Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Phê luôn con này nha. Comment mã này là mã đỏ 39k. Dạ em không lên váy nha. Không lên váy chị ơi này. Chắc nè. Comment mã này là mã tặng đỏ 39k luôn. Size 40-60 cái là chị em vẫn mơ ok con nè. Nhá, comment mã này là mã theo đỏ luôn dùng Nguyên. V đỏ 39.000 bán chị chốt cho chị nào chia sẻ cho Mỹ Mỹ một con đỏ. Mỹ Mỹ một con đỏ. Chị chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Đây là chị em mình cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên. 39.000 cho Mỹ Mỹ nè. Đây này, bỏ xuống. Kiều Trang đã chia sẻ cho. Kiều Trang, Hương Thu không chia sẻ. Chia sẻ đi, mình bán cái này thật sự là bán lên cho chị em mình giá này lên lỗ mà. Lên lỗ thì cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên. Hương Thu chia sẻ luôn dùng Nguyên cho chị Kiều Trang con. Ở trên hội là Nguyên nè, Nguyên bấm lên nó đi đây. Nó đi đây. Nó đi đây không coi được. Thì coi được không? Coi được. Mà đang Nguyên lại coi không được ta. Đá này. Có cả đá luôn hả? Trời ơi. Kiều Trang rồi, chị nào chưa có thì chốt nhé. Cho Hà Phan cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên đã. Rồi lên chân mã này mã đá đỏ. Đá đỏ nha. Trời ơi. Ai giờ mà không coi là tiếc. Nói rồi. Nguyên sẽ sale đang sen đấy. Để chị em mình nhìn chắc nè. Không phải hàng thô nhá. Lưu ý luôn dùng Nguyên. Hàng thô thì Nguyên đã không bán cho chị em mình giá nè. Hàng mà hàng có tông thô thì không bán cho chị em mình giá nè. Toàn bộ là hàng xịn hàng đẹp hết. Đấy coi giãn thoải mái, coi giãn 4 chiều. Cho nên mã tặng đá đỏ luôn dùng Nguyên nhá. Lên luôn cho chị em mình mã này. Chốt mã tặng đá đỏ 39.000 cho chị Bích Trâm hình cá có hai kiểu theo hai kiểu đá đấy. Đá còn mỗi màu à, còn mỗi đá này thôi nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã tặng đá đỏ luôn dùng Nguyên nhé. 39.000 cho Mỹ Mỹ một con. 39.000 Mỹ Mỹ một con. Chị nào lấy đá đỏ này chút đá đỏ luôn dùng Nguyên nhé. Ở trên hội trẻ mình vào rồi chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên tí xíu. Chục đỏ cho chị võ trúc nguyên chục đỏ trên hội. Rồi lên chung mã này là mã theo ở quên đá đỏ luôn dùng Nguyên nhé. Đá đỏ này cho chị Hương Thu không đấy. Chục đỏ hết à. Theo đỏ được không? Theo đỏ được không? Mà hết chục đỏ rồi. Hết chục đỏ rồi. Cho Mỹ Mỹ với Hương Thu nữa. Hết đá đỏ rồi. Hết đá đỏ nhé. Rồi lên chân này là theo đỏ luôn dùng 39k bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Từ 40-60 chị em mình mang ok. Đá đỏ hết rồi chị Minh Hiếu ơi. Kiểu gì vậy? Mình thích, bạn thích màu đỏ. Được nhá, ok vậy. Mình thích màu đỏ. Nhưng mà thích màu đỏ, thích màu vàng. Nhưng mà màu đỏ lúc nào nó cũng chỉnh hàng hết.
Cái nào mà để Tết bán là không có hàng bán. Gần Tết là bán màu đỏ cực kỳ nhiều. Theo đỏ em hết. Rồi lên siêu mã tặng gái đỏ nữa. Xong. Tiêu đỏ nhiều đó. Theo đỏ đâu? Đây. Đây đi bỏ lên cho Nguyên. Cho chị Hương Thu cái. Hương Thu cái. Cho lên cái mẫu. Mẫu cho khách coi. Rồi lên chung mã theo đỏ luôn dùng Nguyên nè. Theo đỏ Khánh Uyên. Theo đỏ nhá. Bộ, quên lộn 39.000 nót luôn. Trời ơi chắc này. Nói con áo này mình trẻ mình mua 39.000. Nó thật sự là Nguyên không nhập được giá này đâu. Nhưng bán nó thun đi, nó thun thì cũng lãi vài nghìn. Mà lúc nào sale sale cũng tới gần chục nghìn. Dễ sợ không? Cho mấy mã này là mã theo đỏ luôn dùng Nguyên nhá. V. Cho trẻ mình từ 40-60 kg là trẻ mình phản ok con nè. Cho mấy mã theo đỏ luôn dùng Nguyên nhá. 39.000. Rồi lên chân mã này là mã chữ đen. Chữ đen 39 luôn. Chữ đen 39 nhá. Chị nào lấy chữ đen 39 chút. Chữ đen 39 luôn dùng Nguyên. Chắc 39.000 chị em mình mua một con thun có tâm tàu nha. Chị nào lấy chữ đen chút. Chữ đen 39. Chữ đen 39 và gái đỏ nữa là hết. Theo đỏ cho chị Nguyễn Hoàng Diệp. Nguyễn Hoàng Diệp con. Nguyễn Hoàng Diệp con theo đỏ. Rồi lên chân mã gái đỏ luôn dùng Nguyên. Tiêu ít chứ ta. Tiêu có hai mấy người còn mới có 10 giờ nữa. Mười giờ mà sao view ít chạy. Rồi lên chân mã gái đỏ luôn dùng Nguyên nhá. Ừ, còn màu đỏ và màu xanh. Đỏ xanh xám ba mặt. Còn mũi đỏ xanh xám và hàng xuân thái thôi. Còn mã 45 này là Nguyên hết sành xanh rồi đấy. Mấy trăm con mà gọn luôn rồi đấy. Nguyên nói thật sự là vì view kém thôi. Chứ bình thường cái này lên một like là nó hết rồi. Vì cái này lên luôn cho dễ mình giá quá yêu là rẻ đi. Đấy, những con này mà nếu như mà bình thường view ok, view bình thường như mọi khi ấy, thì là những con này mà lên cho dễ mình tầm giá 45-49.000 thì là thật sự là không còn đâu. Lên một like là nó hết rồi. Cho mấy cái mã bộ công ty. Rồi lên luôn những này. Comment mã này là mã gái đỏ luôn dùng Nguyên nhé. 39.000 gái đỏ. Chị nào chưa có gái đỏ, chút gái đỏ luôn dùng Nguyên. Còn hai con theo vàng. Cái con này lên cho em nó 45.000. 45.000. Comment mã theo vàng 45. Theo vàng 45 xong lên cho em mình mã bộ công ty nhé. Quần gì còn lẻ bán tặng đi. Cái chị còn lẻ lên bán tặng. Tiêu ít nha, bán tặng hàng lẻ là được. Bích Trâm Huỳnh nhá, cho chị Bích Trâm Huỳnh đi. Còn hai cái con theo vàng 45k theo vàng. Theo vàng nhá. Chị nào lấy theo vàng chút theo vàng luôn dùng Nguyên này. Gái đỏ cho Khánh Uyên. Gái đỏ cho Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm lên thung thái à. Người chọc con rồi người cũng hỏi nữa trời. Cho Nguyễn Trâm này. Khánh Uyên này. Cho Nguyễn Ngọc Lan này. Gái đỏ Nguyễn Ngọc Lan. Rồi này lên chân mã này là mã theo vàng. Theo vàng. Theo vàng 45k. Chị nào lấy theo vàng chút cũng còn hai con theo vàng. Còn hai con theo vàng, chị nào lấy theo vàng chút nhé. Rồi lên chị em thưa. Hai con theo vàng thôi nha. Rồi thế thích lên thung thái thì lại lên thung thái. Đấy. Lên nó là mình lên rồi, cứ đi cho lên. Gấu đỏ là gì ta? Gái đỏ chứ. Vàng cho vỏ trúc liên con. Vàng vỏ trúc liên con. Rồi ok. Tiếp tục nhá. Rồi. Hồng đậm. Trường dương ba màu. Ai? Trường dương bên hồi. Bốc ba cái ba màu á. Còn màu gì nữa đâu? Màu xanh. Màu vàng, xám. Vàng xanh xám. Vàng xanh xám. Rồi lên chân mã này. Trường dương bên hồi. Thế, Nguyên không thấy. Hồi à. Chưa mai có trong nắng bạn. Có chị ơi, đừng nên bỏ qua. Em nói rồi, hàng công ty nó sale. Hàng công ty, hàng xịn luôn. Chứ không phải hàng xưởng, không phải hàng gia công đâu. Nhưng mà về hình như là được 300 cái thôi. 300 cái vừa ngắn vừa dài. Cho thun bé đến 35-37 kg. Rồi lên chân mã này. Comment mã này thun thái. Trước mã này lên chân mã xanh dùng đi nhé. Xanh. Còn màu xám này nữa nè, còn 45 màu xám này nữa nè. Ai lấy xám chút xám luôn dùng 45k 40-60 kg nè.
Heo vàng hết rồi. Heo vàng hết rồi Hiền Hỷ. Bên ngoài nó cũng hết đó, thu 45 luôn rồi. Còn màu xám với màu đen đó. Còn màu xám với màu đen, ok không? Chờ hôm trước giờ. Nói chung là chờ không phí công. Xanh này cho chị Hồng Phụng. Xanh cho chị Hồng Phụng. Rồi lên chung mã theo 45. Riêng áo khoác đó là chờ, chị chờ không phí công đâu. Quay cặn luôn, xem chắc sướng. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 45 xám. Xanh đó bao nhiêu giờ chị ở 49k, chị ở Xuân Thái là 49k. Rồi lên chung mã này là mã trắng luôn rồi nguyên này. Xuân Thái là 49k nhá. Trắng 49k, chị nào lấy trắng chốt. Theo vàng hết rồi. Comment mã này là mã trắng luôn dùng nguyên 49k Xuân Thái form 40-60 chị em mình. Cái form này nó không có dài như chị em mình ơi. Nó vừa vừa. Nó không phải crop top nhưng mà cũng không phải là form dài. Nó vừa thôi. Đấy chị em mình để ý luôn dùng nguyên này. Comment mã này là mã trắng luôn dùng nguyên nhé. 49k trắng. Trắng cho chị Nguyễn Trâm. Trắng cho chị Nguyễn Trâm. Rồi lên chung mã này là mã hưu vàng. Hưu vàng 49k hưu vàng. Trang Hồ ngủ rồi. Trang Hồ tối nay thấy có chốt cái gì đâu. Comment mã hưu vàng luôn dùng nguyên. Hưu vàng nhé. 49.000 hưu vàng. Chị nào chưa có hưu vàng comment mã hưu vàng luôn dùng nguyên. Càng về sau là càng xả luôn cho trẻ mình hàng lẻ. Càng ít người là lên hàng lẻ thôi. Ôi rồi lên chung mã gấu trắng hưu vàng cho Vi Trần. Gấu trắng nhé. Gấu trắng một con. Gấu trắng chị nào lấy gấu trắng chút gấu trắng luôn dùng nguyên này. Gấu trắng nguyên còn một con thôi. Vàng hết nha anh Lai Lương ơi. Tranh thủ đi nó đẹp như thế này mà anh Lai Lương ơi. Hưu vàng đây cho anh Lai Lương con. Anh Lai Lương con. Xanh để nguyên con nữa nè. Xanh đây. Xanh đây. Xanh này là xanh. Ồ chữ xanh nhé. Gấu trắng cho Mỹ Mỹ. Gấu trắng cho Mỹ Mỹ. Đây này chữ xanh 49k chữ xanh. Chị nào lấy chữ xanh chút chữ xanh luôn dùng nguyên nhé. Đây nè. Chị Mai Anh Lê ơi hỏi xanh thì chút xanh luôn dùng nguyên nhé. Chữ xanh đấy. Chị nào lấy chữ xanh comment chữ xanh luôn dùng nguyên. Rồi lên xương mã này trắng. Xuân Thái nhé. Chắc đã lắm. Chị Anh Lê Lương bảo nó 20 con rồi. Bảo cũng chút nữa đấy. Con này giống con màu hồng. Chắc giống con màu hồng. Chị nào lấy cái này lên chung mã nai trắng luôn dùng nguyên nhé. Nai trắng luôn dùng nguyên chắc đã lắm luôn. Cái này mà khách mà sờ được tặng chắc thì sướng hơn. Đấy chị em mình nè. Chị có đơn hồi chưa nha em. Rồi ok nè. Nai trắng cho Mỹ Mỹ nè. Ok nai trắng cho Mỹ Mỹ nè. Chữ xanh đấy chị nào hỏi xanh chút xanh đi. Xanh chuối đấy. Thèm. Thèm áo nắng à. Chữ xanh cho Mai Anh Ly. Thèm áo nắng á. Comment mã hưu trắng dùng nguyên nè. Ok nè, chữ xanh cho Mai Anh Lê nè. Chốt mã này lên chốt mã hưu trắng luôn dùng nguyên nè. 49k hưu trắng, một con hưu trắng. Chị nào lấy hưu trắng chốt hưu trắng dùng nguyên đẹp. Comment hưu trắng dùng nguyên nhá. Chị nào chưa có hưu trắng chốt. Chị Mai Anh Lê là có đơn được không? Nếu mà chưa có đơn nếu như chưa có thông tin thì chịu khó lên thông tin dùm em nhé. Rồi lên luôn những cái này. Comment mã này lên chốt mã hình vàng. Hình vàng một con. Chị nào lấy hình vàng comment mã hình vàng luôn dùng em. Hình vàng hình đỏ. Ô, quên. Hình vàng nhé. Chị nào lấy cái này lên chung mã người vàng. Chốt cho đủ mặt cả tháng không trùng luôn á chị. Mang tới Tết cũng được. Hình vàng cho Loan Trần. Không chị ơi, toàn bộ hàng hình vàng đây nè. Nên lên chung mã người vàng. Nhiều chị bảo là inbox rồi cuối cùng cuối cùng không có thông tin. Nên là ít nhắc cho em cái số điện thoại trên live. Như chị bảo inbox cuối cùng không inbox rồi cuối cùng em phải xả. Trong khi hàng em đã sale rồi. Nên là cố gắng lên chứ còn khách nhà em ai không có ai ngại không lên thông tin hết. Comment mã này. Chốt mã này lên luôn dùng mã này. Chị Hồng Phụng sao? Người vàng đi chị nào lấy người vàng comment mã người vàng luôn dùng em. Người vàng. Chị nào chưa có người vàng chốt người vàng. Hàng có cái mã áo đen 39k bán tặng. Áo đen 39k hàng zip này nè. Hàng zip này nè. Hàng túi zip. Hàng đây nè. Hàng túi mà túi díp kéo này nè. Ở đâu rồi? Rồi lên chân mã này là mã bướm hồng 39. Bướm hồng 39 size trẻ mình từ 40-60 trẻ mình mang ok. Lên luôn dựng mã này là mã bướm hồng nhá. 39k bướm hồng nè. Chị nào lấy bướm hồng chút bướm hồng luôn dùng nguyên. Con này 39k bướm hồng. Một con bướm hồng. Chị nào lấy bướm hồng chút nha. Bướm hồng chấm tương tác lên luôn dùng. Chấm cái like trên hội thử đi. Hay là đứng đơ luôn. Hội bữa nay chán ghê. Bướm hồng cho chị Nguyễn Hoàng Diệp. Thúy Thanh nè. Chị ơi không có cái nào nhà em hỏng chút đơn hết. Chị kiểm tra lại trong tin nhắn luôn giùm em. Hoặc là nhà em mà nhắn tin không trả lời. Còn nhà em còn gọi lại nữa. Rồi lên chung mã chữ 49 nè.
tốt được thì không nữa. Chữ đen 49 nè. Chị nào lấy chữ đen comment mã chữ đen 49 sao luôn Nguyên nhé. Các chị em mình tranh thủ đi. Chữ đen 49k, chị nào lấy chữ đen chút chữ đen. Rồi lên luôn những mã này, comment mã tặng nơ đen 39. Nơ đen 39 nhá một con thôi. Nơ đen chị em mình phân 60 chị em vẫn mau ok. Comment mã nơ đen 39k nhé chị em mình đang hàng túi zip. Nhá, chị nào lấy nơ đen chút nơ đen. 39k nơ đen nhé. Ủa thấy còn từng này con trong hàng túi zip tuần này đó. Ok. Nhá, chị nào lấy nơ comment nơ luôn dùng nguyên này. 39k nơ một con nơ này. Rồi gấu đen hai con. Nơ đen cho Mỹ Mỹ. Nơ đen cho Mỹ Mỹ. Rồi đây cho mã gấu đen này hai con 39k con nhé. 39k con. Chị nào lấy cái này chốt mã này lên chung mã nơ. Ok. Gấu đen, form này form nhỏ hơn, form 55 57 kg đổ về là chị em chốt ok. Riêng cái này là form 55 57 kg thôi chị em à nhá. Để ý luôn dùng nguyên này. Cai lai nguyên không nổi là tư bán máu luôn đây. Rồi lên luôn những mã này là mã gấu đen nhé. Ai lấy gấu đen chút gấu đen luôn dùng nguyên nhá. 39.000 còn được hai con gấu nha, hai con gấu đen. Chị nào lấy gấu chút gấu luôn dùng nguyên nè, gấu đen nhá. Thế thì chuyển luôn cái mã này luôn đi, chứ để chi nữa. Chuyển luôn cái mã này đi, lên luôn cho chị em mình màu xanh này. Gấu đen cho chị Nguyễn Hoàng Diệp. Nguyễn Hoàng Diệp. Ơ thế view có để dành nếu view thấp không tặng nữa. View ít không tặng, tính tặng luôn cái mã này mà view ít thì thôi, không tặng nữa, cho lên một ít hàng lẻ nữa, like ít hàng lẻ nữa. Cho từ từ mua lên cọc này luôn đã nè, mã này xinh, comment mã gấu 49k hàng sinh thái này, view có 16 view ấy. Gấu đen cho Mỹ Mỹ nè, gấu đen cho Mỹ Mỹ cái nữa, hai cái luôn mà, đây còn cái gấu đen nữa, cho Mỹ Mỹ cái nữa, rồi lên luôn những cái này, trời ơi, xinh không? Thun thái nhá, 49k. Comment mã này là mã hình đi, hình xám nhá, 49k thun thái nè. Còn cọc này thun thái, chị nào lấy hình xám chút hình xám luôn dùng nguyên. Hình xám 49k. Ai chưa có lên lại dùng nguyên nhá. Comment mã hình xám. Về mặt chặt quá, bữa mô em đổi lại rồi ok nhá. Ok trang lê nhá. Rồi lên chung mã này là mã hình xám 49k, tranh thủ cắt luôn đấy. Còn mấy cái nữa là hết thun thái rồi đây. Ai lấy hình xám chút hình xám này, được ba con hình xám nè, ba con bốn con hình xám. Có quần đùi nam chị ơi, quần đùi nam thì em còn hàng công ty ấy, từ 65-68 kg. Chị nào lấy hình xám chút hình xám này này cute mà. Rồi lên chung mã này là mã hình vàng. Ôi trời ơi, mã này như bữa giờ chưa lên này. Đây trắng này, trắng hình này. Anh Lai Lương phát đi, anh Lai Lương ơi, còn chi tặng luôn rồi đi ngủ. Ít quá, view ít quá. Thấy vậy em độ kiên trì, mỗi khi là cái tầm view mà dưới 50 view là cũng hơi bị làm biến rồi. Mấy bữa nay ráng view lắm, ráng like lắm luôn. Comment mã này, đây nè, trắng đây anh Lai Lương nè. Phát đi. Trắng nhá, có ba con màu trắng. Có loại lưng thun, có lưng thun mà, hàng công ty đó là lưng thun chứ. Comment mã này là mã trắng nè, chị nào lấy cái này comment mã này là mã hình trắng. 49k thun thái nhá. Gấu trắng cho Mỹ Mỹ một con, anh Lê Lương lấy không? Phát luôn nè. Gấu trắng nè. Có hai con gấu trắng tôi đấy, cho Mỹ Mỹ cái. Một cái nữa thôi, lên chung mã gấu vàng. Comment mở gấu vàng 49k gấu vàng nhá. Trời ơi. Giờ mới có vàng. Ai lấy gấu vàng comment gấu vàng luôn dùng nguyên 49k nhá. Chút gấu vàng 349, chị nào lấy gấu vàng chút gấu vàng luôn dùng nguyên. Còn cái gì nhiều đủ cặp. Ôi cái bộ này. Không phải bộ loại 95, không phải. Loại 89k xong em lên sale 75k ấy. Loại đấy cho Mỹ Mỹ cái gấu vàng. Lai đùi nam á. Đùi nam đấy, còn mã hàng công ty thì lên sale 75.000 đấy. Nhưng mà view giờ cái mức view cái mức like giờ 25.000 cho hai máy, 25 người cho hai máy, like kiểu gì. Rồi đấy, còn một gấu vàng đấy, chị nào lấy gấu vàng chốt. Ok. Rồi lên luôn những cái này. Xem kể ra. Rồi lên cho mã tặng bộ. Đấy, chị chốt nãy giờ chị chốt được mấy con. Xong cái xả. Mày chỉ sợ chốt like nó chán. Thôi chị em mình đi 60kg quay đầu.
Size 60kg đổ về nè. Gấu trắng luôn cho chị Mỹ Hạnh Hồ. Có giãn chị ơi, có giãn chứ. Nhưng mà view cao lên xíu chứ view như thế này làm sao mà lên nổi nữa. Kỷ lục luôn ấy. Thôi nguyên tắc cái live trên hộ sẽ kỳ kỳ. Nga tắt trẻ mình ao ra qua bên bếp đi. Rồi lên luôn dùng cái này. Comment mã tặng bộ. Cái này là hàng này trẻ mình đau sót được có bộ thôi. Này 60kg vẫn mau ok nhé. Comment mã bộ đẹp luôn dùng nguyên 60kg vẫn mau ok. Bán tặng cho em mình bộ này 79k. Nhanh tay cái bộ này nè. Ờ không có size 70kg đâu chị ơi, em còn size 65 đến 68kg thôi. Comment mã bộ đẹp. Nãy mới vừa nói xong mấy tiền 79.000. Còn cái con này, cái bộ này là hàng này. Không biết là hàng này phải biết. Hàng này là hàng đi nhập vô giá là cao. Đang lên trẻ mình là 95.000. Đấy. Xong bộ này hoàn về, bộ đẹp cho chị Thúy Trinh đặt. Size S thôi. Size 50kg quay đầu thôi, 50-52 nhé. Ở đâu giờ mới thấy Thúy Trinh đặt lọt tọt vô đó trời. Người ta sắp ngưng like rồi. Nha, lên luôn chuẩn này. Chốt nhá, size 50-52kg qua đào. Bán tặng luôn cho chị em mình bộ này. Đang xe cho em mình bộ này là 95.000. Lên chị em mình cũng 79.000 luôn. Chị nào lấy cái này, hàng này là thiết kế thì chị em mình nhìn tác này. Chị nào đã mua cái mát này là chị em mình biết nhá. Bán tặng luôn cho chị em mình 79.000. Chị nào lấy cái này chốt 79k luôn dùng đi nhá. Gucci này còn một cái này. Gucci này cũng còn một cái. Lên luôn chân mã này là mã Gucci nhá. Gucci này cũng lên luôn cho chị em mình nát luôn. Bộ này bộ 89 đúng không? Cái chị này em đang like mà đang nút tắt. Comment mã này là mã Gucci. Gucci nhá. Bộ cuối cùng. Lên luôn cho em mình bộ này 79k luôn. Chị nào lấy bộ 79 chút bộ 79. Bộ 79 cái này sai máy đi Huyền. Sai chi đấy. Cái này có mấy bộ tặng nha. Coi nãy giờ mà chút không được chi vì quá. Vì áo quá nhiều. Mai đi áo chống nắng bé, tranh thủ trưa mai chút nhé. Tranh thủ trưa mai chút áo chống nắng bé nhé, có hơn 200 cái thôi. Lê Thị Như Hò, bộ nó cho Lê Thị Như Hò. Bộ nó cho Lê Thị Như Hò đi. Nha, riêng áo chống nắng dạ em mình đừng bỏ qua nhé. Vì nó đẹp quá. 79.000 thôi. Đẹp luôn. Rồi cái này còn mỗi màu này thôi. Size này hàng người ta, mã này thì là hàng muốn bán 69.000 đó. Hàng này áo quen sau đây trẻ mình hàng bán 63.000. Phải không ta? Hàng này bán 63 kìa. Thế 63.000. Đấy, vẫn còn mỗi màu này. Ok, ok, Lê Thị Như Hồi nhé. Sai trẻ mình 52kg quay đầu. Bán tặng mỗi chị một bộ luôn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bộ. Chốt mã này lên chốt mã tặng bộ dùng nguyên nhé. 50k nó đi. Chắc là không may bán trẻ mình bộ này 50k đâu. Cái này Nguyên còn lười, Nguyên không chụp hình up lên luôn. Cái này lên hình rất là đẹp nha. Chị nào lấy cái này lên chân mã tặng hoa 50k luôn. Chị nào xem like cố gắng chia sẻ để Nguyên lên ráng nốt được tới 10 rưỡi. Mấy khoảng một khi like hả, gần 12 giờ kém là chị em mình còn bảo là like chút nữa, like chút nữa. Còn bữa này like đến tới không ráng nổi tới 10 rưỡi luôn. Like nó lao tới mức độ đó luôn nha. Chị nào lấy cái này lên chân mã tặng 50k luôn dùng Nguyên nhé. Chắc là không ai bán cho chị em mình bộ này giá 50k đâu, đảm bảo luôn. Này là lanh nhé, size 52kg quay đầu. Nhưng còn được vài bộ lên gọn luôn cái mã này. Được chưa, chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã tặng 50 luôn dùng Nguyên. Chị nào chưa có tặng 50, chút tặng 50 luôn dùng Nguyên này. Rồi lên nó cái mã này nữa là ngưng nha. Một mã này nữa là ngưng. Cái này chắc là chị em mình không chọn. Tại vì vừa cổ V vừa cổ tròn. 16kg à chị Trần Dung. Trưa mai đi. Em nói là trưa mai có. Thì ôm được có 300 cái à. Có 300 cái. Rồi nó mã cuối cùng. Cuối cùng nhá, chốt mã xanh là được. Vừa cổ V vừa cổ tròn, trẻ mình không chọn nhá. Lưu ý luôn dùng Nguyên. Lên luôn dùng mã này là mã cuối cùng luôn đi. Cuối cùng nhá, tổng kết nhá. 52kg mặc không vừa rồi. Em hết rồi, cái này em còn mỗi CL đấy. Nhưng mà chút đến 52. Ô cái màu vàng nó đẹp ra khách lại không chút ta. Thấy. Ưa màu vàng lại không chút. Chút mã cuối cùng luôn dùng Nguyên đi trẻ mình ơi. Nhá, ngưng nhá. Lên luôn dùng mã cuối cùng. 36.000. Cái chị nào coi like đến giờ là săn cái mã này. 36.000. 36.000 có cả cổ V, có cả cổ tròn nhé. Có cả hàng theo, có cả hàng in nha. Nhưng mà giá là giờ trẻ mình không chọn nha. Lên luôn những mã này mã tặng 36. Tặng cuối like nhé. Tặng 36k ngưng nha.
Rồi lên nhanh tay luôn Dường Nguyên. Vừa tròn, vừa V, vừa theo, đủ kiểu hết. 36 ca nó có hết pin rồi. Rồi nhá, xong mã này lên cho mã cuối cùng là hết nha. Bye bye chị em mình, hẹn chị em mình cái live trưa mai nhé. Từ từ trưa mai có thì để thì trưa mai chị vô chị coi live để rồi em up lên để cắm cô Dùng Nguyên xíu thì không hết pin luôn rồi. Comment mã cuối cùng nữa rồi ngưng like nhé chị em mình ơi. Rồi bye bye chị em mình luôn nhé. Chắc là 16 người thì lát chắc không lên nổi nữa rồi. Đi ngủ hết rồi. Tôi cuối cùng đi ăn comment à. Cuối cùng cho Kiều Trang cái. Không nhá. Cho Kiều Trang cái. Xịn như thung thái luôn. Yên tâm đi. Chị anh lấy lương cứ ấy đi. Cứ nhận hàng con này về đi. Kiều Trang cái này. Kiều Trang cái này. Kiều Trang có rồi. Minh Hiếu có này. Nguyễn Thị Bích Thiệp. Nguyễn Thị Bích Thiệp. Yên tâm là nó sẽ xịn như là thung thái luôn. Không phải là hàng thô bán cho trẻ mình. Bữa này cuối like. Mấy chị nào đã theo dõi cái like của Nguyên từ sớm tới giờ. Đấy. Để cho nó vui vui xíu thôi chứ thật sự thì cũng sao với chị em mình thì không đáng bao nhiêu. Nhưng mà tự nhiên thấy cũng vui. Đấy. Đấy chị nào lấy cái này lên cho mã cuối cùng luôn Dùng Nguyên là Nguyên ngưng like nha chị em mình ơi. Bye bye chị em mình luôn nhé. Hẹn chị em mình cái like trưa mai nhé. Chị em mình cứ yên tâm là những cái mã Nguyên đăng lên luôn cho chị em mình luôn. Không chọn nha. Hồ Thanh Hoa và cũng không chia sẻ. Cho chị anh like lương cái. Không chọn nhé chị Hồ Thanh Hoa lấy chút. Không chọn. Mã nãy giờ Nguyên vẫn lên trẻ mình 45.000 trẻ mình cứ yên tâm là hàng rất là đẹp. Hàng thun có tông tàu co giãn 4 chiều, không phải hàng khô mà lên trẻ mình 45.000 nha. Đấy lưu ý luôn Dùng Nguyên. Nói cơ bản là nó không dài bằng thun thái xíu thôi. Nhưng mà chắc rất là đẹp. Đấy, chị nào chưa có nữa thì lên luôn Dùng Nguyên. Mã này là mã tặng 36 hoặc mã cuối cùng luôn Dùng Nguyên. Rồi Nguyên tắt like nha chị em mình ơi. Hẹn chị em mình cái like trưa mai nhé. Ngưng ngưng nhá. Vừa tròn vừa ve. Rồi ok. Chị gì? Dùng mình hiểu ạ. Biết hết rồi. Rồi ok bye bye chị em mình nha. Chúc chị em mình ngủ ngon nè. Trưa mai nhá. Bye bye 17 chị. 18 chị ráng xem live Nguyên tới giờ. Mà thật sự giờ nó cũng còn sớm lắm. Ok.